Hôm nay chúng ta học tiếp tục thánh nhạc đấy. Thưa cha, khi linh mục ban phép lành thánh thể thì giáo dân có phải làm dấu thánh giá không? Chứ chưa có nói cái vụ này. Khóa sau sẽ nói ý nghĩa của dấu thánh giá là gì. Chứ không bây giờ trả lời lung tung lắm. Bởi vì tất cả các cái dấu vé nọ kia chúng ta sẽ học hết tất cả. Khóa sau nó đụng đến, khóa phục vụ nâng cao sẽ nói đến về thánh lễ, về ý nghĩa của các cử chỉ trong thánh lễ, từ dấu thánh giá nghĩa làm sao, tại sao đấm ngực các thứ nọ kia nha. Tôi sẽ cắt nghĩa cái đó. Các câu hỏi này để dành cho bạn nào hỏi cái này nhớ đi học khóa 2 nhé. Câu hỏi thứ hai, khi linh mục cho đức lễ mình thánh Chúa bị rơi xuống đất, giáo dân có được phép lấy lên không? Trên nguyên tắc là thế này, thừa tác viên mà khi thấy rơi xuống thì thừa tác viên buộc phải lấy, bắt buộc thừa tác viên phải cúi xuống mà lấy. Nhưng nếu thừa tác viên không biết, chúng ta nhớ nhỉ, thừa tác viên không biết, phải có những trường hợp họ không biết, họ đưa nhiều quá rồi nhiều khi dính xong rơi xuống, họ không biết thì ta phải lấy. Hoặc là ta báo cho thừa tác viên, hoặc không thì ta phải lấy, chứ không được để cho người ta trà đạp nên mình thánh Chúa. Đó là một sự coi là phạm thánh nha. Khi mọi người lên dâng lễ vật, linh mục cầm nhang bái thì những người dâng lễ vật có bài phải bái không? Nghe này, chúng ta lưu ý, chúng ta nhất là mấy cái người mà dâng lễ vật đi theo hoặc là mấy người giúp lễ đó, buồn cười lắm. Nghĩa là này, lúc đầu ra ông cha ông ra ông bái bàn thờ. Lý do tại sao? Lần trước tôi có nói các bạn này đó, ra bất cứ cái việc đầu tiên hết bước vào trong nhà thờ đó là cái gì? Là bái bàn thờ. Thế ông ra là ông bái bàn thờ. Mà mấy cái người chú giúp lễ, giả dụ như mấy chú giúp lễ đi trước mà chú bái trước rồi thì được rồi. Còn nếu chú đến chú đợi thì chú bái. Thì ở đây bái không phải bởi vì linh mục bái là mình bái theo, mà là mình tự bái với bàn thờ, nhưng mà nó lại cùng đồng thời với linh mục. Các bạn hiểu chỗ này không? Chứ không phải là cha bái mà mình bái. Mà nhiều người hiểu sai rằng là cha bái thì mình cũng bái theo, mà đáng lý phải hiểu rằng là cha và mình cùng bái. Các bạn có hiểu tôi nói cái ý niệm không? Đấy, cũng vậy, vái nhang, cái người cầm nhang mới vái chứ. Giê-xu, ông cầm ba cái nhang. Ông cha thì lúc mà dâng lễ vật thì ông cầm nhang, thì ông vái. Ông cầm vái như vậy, còn mình chẳng có gì. Giê-xu lại cho tôi, nó buồn cười, nó trả ra làm sao. Có nghĩa là chủ nghĩa ăn theo. Chủ nghĩa ăn theo. Do đó vái nhang thì người ta cầm cái nhang người ta vái, còn nếu mình không cầm thì thôi, người ta đưa cho ông cha thì không. Do chúng ta nhớ nha, cái việc của ai người ấy làm, chứ không phải là chúng ta có thấy là chúng ta cứ thấy ông cha ông làm cái chúng giật mình cái này. Cũng giống vậy, đây này, ai ở đây giúp lễ nhớ phải chỉ cho tất cả các em hay giúp lễ đó. Có ai ở đây chịu trách nhiệm về hướng dẫn cho giúp lễ không? Có ai ở đây không? Đó, thí dụ chẳng hạn các cháu bây giờ bỏ hương vào chẳng hạn, xong mình thánh Chúa bỏ hương vào thì ông cha ông bỏ hương xong rồi, ông mới bắt đầu trước khi xông mình thánh Chúa ông bái kính về ông xông, thì là ông mới luật đó, ai mà cầm bình hương bái thì trước và sau khi xông hương thì phải bái. Thì cái người xông nó người bái, giờ mấy thai thằng chú giúp lễ thế ông cha bái cái nó cũng không gật cái này, xong rồi ông xông xong lại gật cái rồi, chủ nghĩa gật theo. Nên chả trách nào cứ hay là, nên từ cái chuyện đó nó mới ra cái virus gật liên miên. Cứ đang đứng như vậy, người ta mình cũng đang đứng liên hàn. Nhiều khi cũng có đi học đàng hoàng đấy, nhưng mà cái tội là Chúa phạt một cách nhãn tiền, cái tội chia trí. Thì mình biết rõ ràng là chỉ có gật cái chỗ nào thôi. Thế đến đi người ta, ông người đọc đo là lời Chúa. Thế cái đứa nó không đi học nó tạ ơn Chúa. Mình không đứng thế chia trí, nó gật cả gật luôn. Thế là mình cũng gật theo, dù có đi học phụ ngụ rõ ràng là không có gật tứ phía vậy. Thế nhưng mà Chúa ban cho cái tâm trí nó đang đi lang thang. Thế là thấy nó gật cái ế, nó gật mình cũng gật theo. Thế là mình thuộc loại gật giật mình. Có vậy bây giờ không? Thường xuyên không? Thường xuyên lắm, nhìn cái ánh mắt biết là em đây. Em đây chứ ai đâu. Gật giật mình. Mình, đạo nhà mình là đạo lây lan. Đạo lây lan. Cứ thấy người ta làm cái mà mình không làm cái giật mình. Giật mình, giật cuối xong kịp nhớ ra. À không có. Nhớ rồi. Chán quá thật. Mình đi đạo hay đạo theo lắm, ăn theo lắm, cứ ăn theo vậy. Đó nha, thôi, đó là. Bây giờ chúng ta quay trở lại bài của chúng ta hôm rồi. Thánh nhạc trong phụng vụ. Thánh nhạc trong phụng vụ. Thế thì thánh nhạc trong phụng vụ, chúng ta biết là lần trước tôi có nói với các bạn đó, nhạc ở trong phụng vụ không đứng tự thân nhạc trong phục vụ cũng đúng thần, mà nhạc là phục vụ cho cử hành phục vụ. Và chính cái cử hành phục vụ nó quyết định cái nhạc nó như thế nào. Và vì thế cái nhạc trong phục vụ nó tức là nó giúp cho cử hành phục vụ nó xét theo nghĩa sau đây này. Hay là trước thì như chưa nói cái này, nhạc không có đứng tự thân nhưng mà nhạc phục vụ cho cử hành phục vụ. Thế thì nó phục vụ trong ba nghĩa sau đây. Thứ nhất là nó phải hợp với cái cử hành phục vụ đó là gì thì phải hát bài gì, chứ không phải là gặp cái gì cũng là hát được. Hợp, nó phải hợp với cử hành phục vụ, nghĩa là cái chỗ đó bài hát gì thì mới được. Cũng là bài hát đạo nhưng cái chỗ này thì hát về Chúa, chỗ kia thì hát về Đức Mẹ, chỗ này thì hát về nhập lễ, chỗ kia hát đáp ca. Nên không phải là cứ chỗ nào cũng tương phát đại đi được. Đó. Như vậy, vậy thì điều thứ nhất là vì là bài hát lệ thuộc cử hành phục vụ, do đó nó được xác định bài gì theo cái tác động phục vụ mà nó đi theo, theo cái tác động đó. Chứ không phải là ta cứ thấy cũng là nhà đạo mà chúng ta hát được đâu. Đó là chuyện thứ nhất, là cái bị lệ thuộc thứ nhất, lệ thuộc theo tác động phục vụ. Lệ thuộc thứ hai là thời gian hát. Thời gian hát, các bạn nhớ không? Thời gian hát, thời gian hát có nghĩa là thế này, là cái bài hát đó nó không phải là muốn dài muốn ngắn sao cũng được, nhưng nó lệ thuộc vào cái tác động phục vụ. Khi tác động phục vụ mà có thì nó phải có, mà khi tác động phục vụ là hết thì nó hết, chứ không có được kéo dài ra. Do đó trong phục vụ đó bài hát không đứng tự thân theo cái nghĩa là nó như thể là một cái bài hát mà chúng ta thường lãm. Ta đi, thí dụ chẳng hạn, ta đi dự văn nghệ, hay ta đến trong các cái phòng mà phòng nhạc nhẹ, chúng ta nghe là người ta phải chơi hết. Tức là trên nguyên tắc các bạn biết cái quy tắc rồi đó, là mấy cái người mà chẳng hạn khi mà ta chơi nhạc đó, mà người ta hát đó, mà cái bài nhạc nó ra rồi mà tác giả họ viết mấy câu đó là anh ca sĩ là phải hát hết mấy câu thì nó mới gọi là ca sĩ chiến đấu. Các bạn có biết cái luật này không? Chứ không phải là anh hát, người ta viết 2 câu solo hay viết 3 câu solo, mà anh hát 1 câu 2 câu người ta bảo ăn gian, chưa phải là một cái bài hát chính hiệu. Đó là như vậy. Nhưng ở trong phục vụ đó thì là dù mà có còn 2-3 câu nữa nhưng mà tác động phục vụ hết rồi thì người ta cũng không được hát nữa. Các bạn nắm với chỗ đó nha, gọi là thời gian hát, chứ không phải là cái bài mà chúng ta muốn hát cho được. Điểm thứ ba mà cái bài hát ở trong phục vụ nó bị lệ thuộc tác động phục vụ đó là ở bên này kia còn ghế kìa chị, còn kia còn mấy ghế kìa, cái trống kìa, có trông thấy không? Ngồi chơi kìa, có nhìn thấy tôi nhìn ngang đấy, vậy làm sao trông thấy tỏ tôi được? Không biết tỏ tôi được thì biết tỏ là cái gì không con? Có nghe trông thấy tỏ, tỏ là cái gì biết không? Tỏ là rõ nó, không thấy rõ tôi được. Tôi toàn nói tiếng thế kỷ thứ 19 đấy không mà. Tôi nói cái tiếng ngoại quốc, không phải tiếng ngoại quốc, mà tiếng xưa để các bạn nhớ văn hóa Việt Nam. Tiếng đời nay các bạn biết rồi, tôi còn nói tiếng xưa không mà. Nom có biết là cái gì không? Nom là thấy, nom là thấy, nom là thấy. Còm biết là cái gì không? Là gầy, gầy. Sao cha còm váy nghĩa là cái gì? Còm, tức là sao cha gầy, gầy quá, gầy quá. Tiếng ngày xưa đó nghe không? Cha gầy quá, sao cha còm váy, cha gầy quá. Tôi nói chuyện với mấy người già cả thích lắm, cha nói tiếng như con vậy. Mà nói chuyện với người lớn này không hiểu cha nói gì hết trơn, chán quá. Thôi quay lại điểm thứ ba là thánh nhạc, nó lệ thuộc nhạc, nó lệ thuộc phục vụ. Đó là tiết tấu quan trọng lắm, tiết tấu rất là quan trọng. Chúng ta lưu ý thế này này, tiết tấu của nhạc đạo đó là tiết tấu hướng tâm hồn lên cùng Chúa, tiết tấu hướng tâm hồn lên cùng Chúa, tiết tấu cầu nguyện. Do đó dùng bất cứ cái kiểu mà nhịp phách thế nào, tùy muốn viết sao viết tùy. Người ta hiện nay bây giờ trong nhạc nó, người ta có 2 loại nhạc, các bạn nhớ nhé. Trong phục vụ cho nó có trong phục vụ nó có 2 loại nhạc, các bạn lưu ý nhau. Trong phục vụ có 2 loại nhạc. Nhạc thứ nhất là gọi là nhạc bình ca, nhạc bình ca, các bạn nhớ ghi cho cái đó nhé. Trong phục vụ nó chỉ có 2 loại nhạc hiện nay 2 loại nhạc. Nhạc bình ca, nhạc bình ca đó là cái loại nhạc mà nó không hề bao giờ các bạn thấy không bao giờ các bạn thấy trong nhạc bình ca nó vậy, mà nhạc bình ca nó luôn luôn dịu dàng. Đây là cái nét nhạc bình ca này. Xin Chúa thương xót chúng con, xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Bộ lễ Seraphim ấy. Xin Chúa thương xót chúng con, vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Đấy là nhạc bình ca mà đã được hội nhập vào Việt Nam. Còn nhạc bình ca đúng hiệu nó là nhạc Latin. Thí dụ chẳng hạn thế này. Tantum ego saramentum venerenus enui. Đấy là nhạc bình ca, nó luôn luôn dịu dàng êm ái. Nhạc bình ca nó cứ dịu dàng êm ái như vậy, cứ nhẹ nhàng như vậy đó. Đó là nhạc bình ca nhọc, nhạc bình ca. Các bạn cứ thấy những nhạc nó nhẹ vậy. Và trong phụng vụ nó là, mà cái nhạc bình ca là cái nhạc thuộc loại con hàng ưu tiên số 1 ở trong phụng vụ. Ưu tiên số 1 đó. Ưu tiên số 1 đó, hát nhạc tình ca nhẹ nhàng vậy đó. Ưu tiên số 1. Có một số các bài hát nhạc Việt Nam mà nhạc bình ca, trong đó có bộ lễ Seraphim là rõ ràng nhất đó, là nhạc bình ca đó, là nhạc bình ca. Thế thì xin các bạn nhớ, đây là hạt nhạc, là nhạc chuyên dùng, tiết tấu nó chuyên dùng trong phụng vụ đó, cầu nguyện, nâng tâm hồn lên Chúa. Còn loại nhạc thứ hai là tân nhạc, các bạn ghi gọi là tân nhạc. Tân nhạc á, tức là các bạn thấy họ viết bài nhạc theo kiểu giống như là tân nhạc hiện nay. Thí dụ chẳng hạn bài này nhiều lắm, tân nhạc đó là hát lên bài ca hỡi ngàn dân, hãy hát lên bài ca chúc tùng Thiên Chúa. Đấy, đây tân nhạc. Và tất cả những cái bài nhiều, gần như tất cả các bạn nhạc gọi là nhạc bình ca thì các bạn thấy lác đác mấy, nhưng mà tân nhạc hầu hết là các bạn thấy hiện nay là gọi là tân nhạc. Nhưng các bạn, tân nhạc tại sao gọi là tân nhạc? Tân nhạc là thế này này, họ viết cái bài hát về đạo, lấy cũng y cái nốt của các cái nhạc sĩ đời, họ viết ít nốt đi như vậy. Họ viết ít nốt như vậy, tức là dòng kẻ, có 5 dòng kẻ vậy, họ viết như vậy. Trong khi các bạn biết là nhạc là, nãy ta nói là nhạc bình ca, các bạn biết như vậy. Thôi ai mà không biết thì tôi cứ nói thì cứ tạm hiểu vậy nhé. Còn đa số thì nhạc hiện nay là nhạc bình ca đó, là người ta viết nốt không có phải giống như nốt nhạc của chúng ta xem hiện nay trong cái tân nhạc đâu. Đó là cái nốt vuông và dòng ca chỉ có 4 hàng kẻ. Nhạc bình ca nó như vậy, nhạc bình ca nó có 4 hàng kẻ thôi, nó có 4 hàng kẻ thôi. Mà nốt của nó là nốt vuông, nốt vuông, nốt vuông, nốt vuông. Đấy, đấy. Ví dụ vậy, nốt vuông, đấy là nhạc bình ca. Còn cái nhạc tân nhạc là phải có 5 dòng kẻ, phải có 5 dòng kẻ. 5 dòng kẻ thì nó viết hoặc bằng khóa son, hoặc viết bằng khóa pha, khóa pha thì viết nào cũng được hết á, nhưng mà phải 5 dòng kẻ. Thế thì nó có đồ re mi fa sol la si do, thì cái nốt của nó là nốt tròn, đấy, nốt tròn nó như thế, đấy, tròn đen hay là trắng gì đó, thì nó giống như cái mắt con người vậy. Còn cái thằng nó vuông, thằng giống như cái mắt như vậy, hai cái khác nhau. Thế thì cái anh này này, cái anh mà 4 dòng này này, không bao giờ, thí dụ các bạn chẳng hạn như những cái bài của nhạc sĩ ngoài đời đó, những cái tân nhạc ngoài đường đó, không bao giờ nó viết được cái bằng này, nó chỉ viết bằng này thôi. Thì trong nhà đạo các bạn thấy cái cầm bản nhạc, cái cuốn sách mà nhạc mà các bạn đang cầm trong tay đó, bằng nhạc chầu chúa đó, không có một cái cuốn nào, có một cái bài nào mà viết bằng nốt vuông này hết đó, mà đều viết bằng sang cái nốt này hết, là tân nhạc hết. Thì đây gọi là tân nhạc này. Thế thì khi tân nhạc thì chúng ta sang tân nhạc có cái tantum ego là họ cũng cách điệu họ viết sang tân nhạc rồi, chứ còn đúng nghĩa là nó có bốn dòng mà. Thế thì tân nhạc thì các bạn lưu ý như thế này này, là khi mà viết bằng tân nhạc, cả ngoài đời người ta cũng viết bằng cái dòng này, cả trong đạo viết rồi, thì cái tiết tấu ở trong nhà đạo vẫn phải tôn trọng sự nghiêm trang, phải có, các bạn nhớ nghe không, chứ không phải muốn viết gì viết, muốn hát sao thì hát, vẫn phải tôn trọng cái nét nghiêm trang phải có. Vì trong nhà thờ nó không có phải là sân khấu, do đó muốn làm sao cũng được, không được phép. Các bạn nhớ, tân nhạc trong nhà thờ phải luôn luôn vẫn phải giữ cái nét nghiêm trang của nó, chứ không phải muốn viết muốn hát sao cũng được. Vì ở trong nhà thờ thì người ta luôn luôn đòi hỏi chúng ta phải có một sự cung kính, phải có. Chính vì vậy mà khi hát trong nhà thờ tân nhạc á, các bạn cũng phải ý tứ, chứ không phải là chúng ta muốn hát sao hát đâu. Vì nó là cầu nguyện, hát là cầu nguyện, chứ không phải là... Đó là điểm thứ hai. Có một cái chi tiết này tôi nói mở ngoặc đơn ngoài, các bạn nghe thôi nhau. Ở đây các bạn nghe được, cái anh nào hiểu được, hiểu cũng không sao nhau. Là có một cái loại là đây, là nhạc, người ta gọi là nhạc hội nhập văn hóa, mà ta gọi là nhạc dân tộc. Nhạc dân tộc thì các bạn có thể viết được, không có sao, không viết sao. Là nhạc dân tộc bây giờ đem vào trong phòng vụ thì chấp nhận được không? Thì hiện nay bây giờ cũng còn đang tranh luận nhiều lắm. Lý do là thế này, là trong nhà thờ người ta cầu nguyện, trong nhà thờ ta cầu nguyện thì cái nét nhạc nó luôn luôn là nâng tâm hồn lên của Chúa, cầu dâng Chúa. Thế bây giờ cái nhạc dân tộc thì ta nói ví dụ, tôi nói ví dụ nha, thì mỗi một Việt Nam ta nguyên nhạc dân tộc không? Ta nói ví dụ, tôi tại tôi làm trong Ủy ban Phụng Tự tranh luận nhau vậy. Bây giờ ở Việt Nam ta nhạc dân tộc, tôi nói ví dụ, ở ngoài Bắc có cái hò quan họ, các bạn có nghe nói không nào? Quan họ. Rồi đến ở miền Nam có cái cải lương. Ở đây thí dụ ở đây cải lương hay là nhạc dân tộc ấy, cải lương. Trần Văn Khê là tăng anh hề giỏi lắm nhá, giỏi lắm ấy. Rồi nhiều, tức là có rất là nhiều loại nhạc, rồi bên Tây Nguyên các thứ nọ kia vân vân. Thế bây giờ tranh luận nhau, bảo là bây giờ nhạc dân tộc đó đem vào trong phụng vụ có được không? Trên nguyên tắc hội nhập văn hóa thì được. Thế nhưng mà cái quan trọng là cái hồn. Thế tôi nói ví dụ chẳng hạn, bây giờ ở trong nhà thờ mình cầu nguyện với Chúa, thì người ta nghe cái lời đó, người ta làm sao cố gắng người ta cầu nguyện nâng lên đồng Chúa. Nó vô bắt đầu cái Chúa ơi, từng xuống lại Chúa tôi, bắt đầu nó thì làm sao có cầu nguyện được không? Hay nó xong bắt đầu cái người kia từng, thế nó từng một cái là cái người kia nó xuống một tầng cái thì chết, lại Chúa rồi, thì không biết làm sao. Thì cho đến giờ này là các nhạc sĩ còn đang tranh luận nhau lắm, không biết ra làm sao, do đó rất là khó khăn. Do đó bây giờ hiện nay não trạng của dân ta là chưa quen. Cũng giống thí dụ chẳng hạn, bây giờ các cha mà giờ đi vào trong nhà thờ, thực sự tôi nói cái này nhau, tôi nói thì không có đụng chạm ai đâu nha, nhưng mà tôi nói cái này chỉ có một lần hai lần thì được, không mà làm giết á là không có hiểu ra làm sao đâu. Là hội nhập văn hóa, áo lễ thì tôi cũng làm trong Ủy ban Phụ Tự mà tôi cũng tranh luận nhau lắm. Thế thì người ta bảo về này, cái áo lễ đó của cha hiện nay đó thì mặc bình thường các cha làm lễ là cái áo an ba, tức là cái áo trắng ở bên trong. Các bạn biết cái áo ông cha ông lễ, ông mặc cái áo trắng suốt ở bên trong thì gọi là áo an ba. Xong rồi ông ấy mặc thêm cái áo lễ ở ngoài nữa, thì mọi người đều thấy cái áo lễ đó là áo lễ trùm, chui cái đầu vào xong nó xòe hai cánh ra đấy, quen vậy rồi. Thế bây giờ người ta bảo này, bây giờ Việt Nam ta hội nhập văn hóa, thay vì mặc áo ăn ba, áo lễ đó thì bây giờ mặc áo lý tét, quần âm lịch, đội khứa cá kho, khăn xếp á, thì nó cuốn giống như khứa cá kho, giống như là cá lóc kho nó cong lên như vậy, thì đội gọi là mặc áo lý tét, quần âm lịch, quần này gọi là quần dương lịch này, quần dương lịch là cái quần có cái xanh tia, có cái ấy này gọi là quần dương lịch, còn quần có cái chun đấy thì là gọi là dương lịch, âm lịch nhá, âm lịch đó, quần âm lịch, áo lý tết, đội khứa cá kho, như phải đầy đủ, là phải đi guốc nữa thì mới được, chứ còn đi giày lại không ra, đi giày nó ra. Thế có người ta bảo là chưa, ở trong cái mà đúng cái bộ lệ của vương triều đó không phải cứ các kho đâu, mà đội mũ cánh chuồn nữa, đội mũ nó có đi nó lắc cái mũ chuồn này. Thế thì có một số vị thì là cái ngày Tết á mặc như vậy đi ra làm lễ thì thôi thì người ta cũng chấp nhận vào cái dịp Tết đi. Nhưng hỏi bảo rằng Nó là văn hóa Việt Nam. Nó là văn hóa Việt Nam, tức là cái tinh hoa của Việt Nam. Văn hóa là tinh hoa của Việt Nam, mà là cái tinh hoa thì là người ta trân trọng lắm, người ta quý mến lắm, mà người ta gìn giữ cái tinh hoa lắm. Thế vậy hỏi cái tinh hoa đó bây giờ ngày nào ông mặc cũng được, ông có mặc không? Thì lắc đầu không. Thế thì khi họp ra, tôi họp mới về này, thế có một số cha bảo là xin hội đồng giám mục quy định xem mặc áo lễ như nào, hay là mặc áo lý thuyết, quần âm lịch, đội khứa các kho, phải đôi guốc nữa. Thì mỗi lần mà đi thì các ông cha bảo xin đề nghị như vậy. Thì nếu trường hợp như thế thì khi mà đi lễ đồng tế ở một cái xứ nào đó, ông cha, ông ấy sẽ để trong thiệp này: xin cha vui lòng đồng tế đem bộ quốc phục 2 chấm, áo lý tuyết, quần âm lịch, đi guốc, đội khứ các kho. Xin cha phải đem đầy đủ lễ bộ như vậy để đến đồng tế. Thì lạy chúa tôi, ông cha ông muốn hội đồng nhân hóa đến đồng tế cái thì thú thật bản thân tôi thì tôi cũng nói luôn là tôi sẽ không thể nào tôi lái xe Honda mà tôi mặc quần âm lịch, đi guốc mà tôi lái xe chạy bon bon ngoài đường được. Thì tôi phải mặc, tức là dương lịch thế này, phải mặc dương lịch hết tất cả như thế này. Xong rồi tôi đến nơi, rồi nếu mà ông bảo tôi thì tôi phải sắp một cái vali, thì bởi vì nó là đôi guốc, áo đi test, quần âm lịch, rồi cứ khó phải là một cái Samsonite, một cái sách đến. Rồi đi đường thì tôi mặc dương lịch, đến nơi thì tôi phải là mặc âm lịch. Mà âm lịch thì tôi thòng cái quần dương lịch mày, tôi chồng cái âm lịch vào thì không được đâu. Thì tất cả các cha đồng tế phải có phòng thay đồ hết tất cả, mỗi ông một ô, thay đồ hết tất cả. Thì bây giờ làm lễ thì 1 ông, 2 ông mặc đồ âm lịch vậy được. Nhưng mà hỏi đây 100 ông là đội khứ các kho, mặc áo lý tuyết, quần âm lịch, đi guốc, 100 ông chắp tay như vậy, dòng dòng vào trong bàn thờ. Các bạn thấy đẹp mắt không, vui không? Giê-xu bảo đi guốc, cọc, đi guốc, cọc. Thế mấy ông bảo lễ chúa tôi bây giờ mà đề nghị cái này thì có ông kia ông bảo lễ hôm nay tân linh mục xin mời các cha đem quốc phục đem đến, thì chắc chúng em chắc ở nhà chứ chúng em chẳng đi làm lễ đâu. Vì chúng em đi như vậy chúng em không có đi được, chúng em mặc quần âm lịch, chúng em đi đường em không chạy được, chạy xe không được, gió nó thổi chúa tôi nó phất phơ em không quen. Giống mấy ông đậu dừa, giống ông đậu dừa đấy, cãi nhau om sòm rồi cũng bỏ lửng luôn, Thế bây giờ hỏi sang đến cái vùng âm nhạc, nhạc tăng thì giờ cũng bỏ lửng luôn. Bây giờ cho đó, bây giờ hỏi đưa đức cha ở ngoài Bắc Ninh là đức cha Đại Cao Văn Đạt, ông ra ông cố gắng đưa cái quan họ vào trong lễ đó, thì ông đưa cái quan họ thì cũng được, nhưng mà nó khổ cái vậy, người ta đang cũng chỉ trích ông lắm. Lý do là cái quan họ đó, nó là hát đối đáp giữa một anh và một chị. Quan họ nó luôn luôn nó phải đối đáp với anh này với chị kia thì nó ra quan họ được, chứ còn quan họ không có hát gọi là hát ca đoàn được. Quan họ dứt khoát, văn hóa quan họ là anh nói em đáp, hai người luôn luôn phải đối đáp, hai người thì mới ra quan họ. Thế giờ đem vào trong nhà thờ thì hát làm sao, thế thì đem cái nét nhạc nhét rồi quan họ vào thì người ta cũng nói là cái đó là một sự gượng ép, không phải là của văn hóa Việt Nam. Nên nó khó vậy đấy, nó khó vậy thôi. Tôi cũng nói vậy để các bạn thấy là, tức là bây giờ tôi nói có 2 cái yếu tố mà các bạn cần phải nhớ thôi, đó là bình ca và tân nhạc. Còn cái hội nhập văn hóa tức là nhạc dân tộc thì thôi các bạn biết vậy thôi, chứ còn đem vào trong phụng vụ là còn phức tạp lắm, còn đang tranh luận nhau lắm, không biết làm sao được. Đem vào để đâm chí chí ra này. Đó là về vấn đề. Bây giờ chúng ta sang đến vấn đề là chọn bài hát trong phụng vụ. Chúng ta sang cái bài chọn bài hát trong phụng vụ. Các bạn ghi chọn bài hát trong phụng vụ. Chọn bài hát trong phụng vụ. Trước hết các bạn lưu ý về bài hát trong phụng vụ là gì? Thưa, đó chính là lời cầu nguyện. Bài hát chính là lời cầu nguyện đấy. Bài hát trong phụng vụ chính là lời cầu nguyện. Chính là lời cầu nguyện. Bài hát trong phụng vụ chính là lời cầu nguyện. Là lời cầu nguyện. Vì thế đó, khi mà chúng ta chọn bài hát thì không phải là chúng ta chọn cái bài này hay chọn bài kia, mà là chúng ta chọn lời cầu nguyện để chúng ta hát. Chúng ta chọn lời cầu nguyện để chúng ta hát, chứ không phải là chúng ta chọn bài hay chọn bài kia đâu. Chúng ta nắm vững cái đôi nó nhầm. Thế thì vì là lời cầu nguyện là bài hát được cất lên và hát lên, do đó thứ tự ưu tiên được sắp xếp như sau. Lời hát đó, thứ tự vì là lời cầu nguyện nên thứ tự ưu tiên được sắp xếp như sau. Ưu tiên được sắp xếp như sau. Lời cầu nguyện sắp xếp như sau. Chúng ta thấy cái bài hát là chúng ta phải biết chọn cái ưu tiên liền. Cái mà ưu tiên nào chúng ta lấy trước, rồi cái không có là chúng ta mới lấy sau. Ưu tiên một đó là lời Chúa được dệt nhạc. Lời Chúa được dệt nhạc. Ưu tiên một đó là lời Chúa được dệt nhạc. Lời Chúa. Làm sao các bạn biết được lời Chúa được dệt nhạc? Thường cái bài hát đó mà người ta viết đó, là hết là họ cũng cho cái số tham chiếu ở trên góc, ở trên cùng. Người ta gì? Thánh Vịnh gì. Thánh Vịnh là lời Chúa đấy. Lời Chúa đấy. Thánh Vịnh. Hay là chẳng Gioan bao nhiêu, Philip Phê bao nhiêu. Thế là họ cũng sẽ cho cái ý tưởng, cái góc. Các bạn có trông thấy bài nhạc mà người ta ghi cái số tham chiếu của cái lời Chúa bao giờ chưa? Đấy. Bài hát đó là ưu tiên số 1. Ưu tiên số 1 là bởi vì khi đó chúng ta dùng lời Chúa cầu nguyện, chúng ta hát lời Chúa, chúng ta cầu nguyện. Đó là chuyện thứ nhất. Các bạn nhớ ưu tiên hạng 1 đó. Trong có nhiều bài chọn lựa mà chúng ta thấy cái bài đó là chúng ta phải chú ý trước. Chú ý trước đó là lời Chúa. Loại lời thứ hai đó là lời giáo huấn của hội thánh. Lời giáo huấn của hội thánh, những lời giáo huấn của hội thánh hay những lời dạy của giáo hội, hội thánh ta gọi là giáo lý, đức tin của giáo hội. Đức tin của giáo hội. Đức tin của giáo hội. Các giáo huấn của hội thánh, đức tin của giáo. Đâu có tình yêu thương, ở đây có đừng chùa trời. Đấy là giáo huấn của hội thánh đấy. Ví dụ vậy. Vân vân. Giáo huấn của hội thánh. Đó là mức độ thứ hai. Mức độ thứ hai là các ca nguyện. Ca nguyện là cái gì? Người ta thường hay nói là ca nguyện. Ca nguyện tức là những cái bài hát đó mà nó đi từ trong cái tâm tình cầu nguyện của tác giả mà nó ra. Hay nói cách khác, bài hát đó là đứa con thiêng liêng của tác giả, do việc tác giả cầu nguyện mà ra. Đây gọi là các bài ca nguyện. Thì các bài này rất là phong phú. Người ta dùng các cái bài này để người ta hát. Và vì thế các bạn biết là đa số những cái bài này đó, là nó sống lâu lắm, là bởi vì nó đi từ trong tim óc của tác giả mà ra. Có một số cái bài ấy, nó danh tiếng. Các bạn nhớ này nha. Hỏi mấy cái ông nhạc sĩ ấy, danh tiếng. Tôi nói ví dụ ông Kim Long đi. Ông cha Kim Long. Ông còn sống đấy. Ông viết 50 năm viết nhạc này, 50 năm, ông năm nay gần 70 tuổi rồi. Ông sống mới gần 70 tuổi. Ông 50 năm viết nhạc, ông mới mừng 50 năm viết thánh ca. Ông viết không biết bao nhiêu. Nhưng mà tôi nói, tôi đi tham khảo cả trên thế giới, ngay cả các tác giả Việt Nam. Thì 50 năm là ông viết bao nhiêu ngàn bài. Nhưng mà các bạn biết, đối với một tác giả có tiếng thì không phải là viết nhiều bài mà nó chết yểu. Các bạn biết nhiều bài chết yểu. Viết ra cái, người ta hát lần, hai lần, nó chết toi này. Nhưng chỉ cần một bài mà nó sống thôi là đủ có tiếng. Cái bài sai lần này, holy này, only Israel. Đấy, cái bài nó từ thế kỷ thứ 12, 13 đó. Mà ông tác giả có một cái bài đó rất là đơn giản mà nó sống mãi. Như vậy. Ông Hải Linh, tác giả, ông Kim Long có một bài trên toàn thế giới. Thế nói đến Kim Long ai cũng biết hết. Đó là Kinh Hòa Bình. Lạy Chúa Tử Nhân, xin cho con biết mến yêu. Và cái kinh đó gọi là kinh đòi đất đấy. Cái Kinh Hòa Bình, cái kinh đòi đất đấy. Đấy, cái Kinh Hòa Bình ông đặt tên đó là kinh đòi đất. Đấy là cái kinh của ông Hoàng Kim Long. Còn một cái tác giả nữa có một cái bài bất hủ. Cái bài đó là Hải Linh, bài đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời, Chúa sinh ra đời của Hải Linh đấy. Tôi kể cho các bạn nghe, nó sống đến độ này thế này này, nó sống đến độ này. đó là ông Hải Linh, ông có viết cái đó cho Việt Nam mà duy nhất chưa có được Việt Nam. Khi tôi sang bên Roma, tôi dâng lễ với Đức Giáo Hoàng, tôi dâng lễ với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, dâng lễ xong cái rồi đó, thăm ngài, nói chuyện với ngài. Anh chị em biết ngài nói cái gì không? Ngài bảo về này, cha hát cho tôi cái bài Việt Nam ấy. Thế bảo thưa Đức Cha, thưa Đức Thánh Cha, bao nhiêu bài Việt Nam sao con biết bài nào con hát bây giờ? Đức Giáo Hoàng nói liền, ông yên trí ông thuộc vậy, đếm đồng, ông nói luôn, ông biết cái tiếng Việt Nam nó đếm đồng. Thế mình mới hỏi, thưa Đức Thánh Cha có phải cái bài này đêm đông lành leo Chúa sinh ra đời đấy, ông nói cái bài đó, chúng mê đến như vậy. Mà về sau tôi mới hỏi sao mà ngài biết cái bài đó, là bởi vì Đức Thánh Cha có một cái ông thư ký Việt Nam là tên là Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ, thư ký riêng. Đức Giáo Hoàng có hai vị thư ký, một vị thư ký của ngài là từ Ba Lan. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô là Ba Lan, ở Ba Lan từ khi ngài còn làm giám mục phụ tá đó thì ngài có ông thư ký đó rồi giúp cho ngài cho đến khi theo ngài cả hàng mấy chục năm vậy, cho đến khi về Roma thì cái ông đó cứ đi theo ngài kè giống như là đứa con bên cạnh ấy. Thế nhưng mà bây giờ còn một ông thư ký thứ hai nữa, thì Đức Giáo Hoàng có hai thư ký thì nó quan trọng. Vậy hôm rồi các bạn biết cái chuyện mà cái vụ mà Vatilit, mà cái chuyện nó tuồn cái thư của Đức Giáo Hoàng ra ngoài cho các báo chí của Ý, nó khui ra, nó làm sùm. Có biết cái vụ Vatilit không? Cái vụ Vatilit thì Đức Giáo Hoàng thường là như thế này này, ngài có hai ông thư ký, một cái ông thư ký ruột là cái ông thư ký nhưng mà tôi nói đó, đi theo ruột, ông đó ngủ với Đức Giáo Hoàng trong phòng, ngủ ở đấy cạnh Đức Giáo Hoàng giống như đứa con đấy, chuyện lớn chuyện nhỏ, chuyện cho chuyện bé như hai bố con vậy. Để có chuyện gì, bởi vì an ninh của Đức Giáo Hoàng rất là quan trọng, không có một mình Đức Giáo Hoàng nhỡ nó vào nó làm gì chết. Đó, ở với Đức Giáo Hoàng chuyện to chuyện nhỏ, chuyện lớn chuyện bé, hai bố con ở nhau như là hình với bóng vậy. Thì cái ông đó, bất cứ cái gì là Đức Giáo Hoàng có gì cái là nhích một cái là ông nó lo liền, đó, lo lắng cho Đức Giáo Hoàng ấy. Đó. Còn một ông thư ký thứ hai là ông Trần Ngọc Thụ đó, ông thư ký thứ hai là ta gọi là cái ông chạy vòng ngoài, ta giống một vòng trong vòng ngoài có nghĩa là những vòng ngoài. Thì cái ông kia thứ nhất kia, ông lúc nào ông ở bên cạnh Đức Giáo Hoàng, ông không bao giờ ông rời Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng đi nghỉ hè ông cũng đi theo, không có bao giờ mà ông rời hết. Còn cái ông thư ký kia là cái ông thư ký này, ông ấy nhận lệnh Đức Giáo Hoàng mà ông không có đi được thì ông giao cho ông thư ký sau thứ hai, là ông thư ký ai gọi là chạy vòng ngoài, cái gọi là chạy giao dịch đấy, giao dịch kia. Nhưng mà ăn cơm thì luôn luôn Đức Giáo Hoàng ăn với hai người, Đức Giáo Hoàng ăn với hai ông thư ký, chỉ có vậy thôi, không có ai được phép ngồi ăn chung hết, chỉ có ba người ăn với nhau, tam giác vậy đó. Thế thì ngồi đó thì trong đó có ông Đức Viên Thần Thụ, mà ông Thụ này thì ông lại thích nhạc nữa, cứ suốt ngày ông cứ đêm đông lành lẽo Chúa sinh là mùa chay, ông cũng đêm đông, vì ông kia có biết gì đâu, thì cứ nghe nhạc này thích ơi là ông thích. Thế là nhưng mà cắt nghĩa cho ông là cái bài đó là bài Giáng sinh, nhưng mà kệ, ông cứ nghe thích nhạc, thích vô cùng, thích ơi là thích. Một câu chuyện thứ hai nữa tôi kể cho các bạn nghe là biết là dân ngoại quốc, cách chung Đức Giáo Hoàng là người Ba Lan, dân nào cũng vậy, tôi sang Pháp cũng vậy, thằng Pháp cũng vậy, cũng thích cái bài đó. Thế một cái chuyện xảy ra bất ngờ khi tôi còn đang là giáo sư trong Đại chủng viện, thì Đức Hồng Y CP lúc bấy giờ là Bộ trưởng Bộ Truyền giáo đến Việt Nam. Ngày đến chủng viện Thánh Lucia Sài Gòn, khi tôi còn đang giảng giáo trong đó, đến lúc bây giờ tất cả sau khi chào xong cái, thế tự dưng ngài đứng lên ngài nói luôn, ngài bảo là thôi trước khi cha về, tất cả các thầy đây, cả 200-300 thầy, thôi cha muốn chúng con hát cho cha bài để cha cho vui. Ông nói luôn hát bài đếm đông, mà lúc bây giờ đang mùa thường niên, đếm đông nữa, đếm đông. Các nhà các thầy rân ran đấy là đếm đông lạnh lẽo trong mùa thường niên. Chúa, tôi có mấy cái ông này cho buồn cười, chả biết cái phân biệt cái mùa màng nào ra cả, lúc nào cũng đếm đông như thế này, mà trong khi xứ mình thì nóng bỏ bố đi, đếm đông. Về sau này người ta mới nói Hải Linh sửa lại, đừng có đếm đông mà ghi hát khen mừng Chúa Giáng sinh, dần nó là dạy hát khen đấy. Đại khái tôi nói là cái bài là bài bất hủ đó, bất hủ. Mà người nào đến cũng là cái bài đó. Hay đấy vậy. Thôi nhưng mà thôi bài hát, đang nói bài hát đi. Còn mấy cái chuyện là Đức Giáo Hoàng, các cái thư ký thi kiếc nữa. Mà có muốn nghe cái Vatilit tí không? Thích chuyện lắm, hóng. Đây là hóng chuyện. Hóng chuyện thì nhiều, đi học rồi. Thế rồi làm sao? Lấy giờ đâu mà học phục vụ, lấy giờ đâu mà bài thi. Cái số hóng quá trời hóng. Hóng biết là sao không? Hóng tức là tám đó. Có biết tám không? Tám là sao? Là lắm chuyện nè. Tám quá trời tám, trò tám, thầy tám, thế là thành 16 luôn. Còn nếu mà theo kiểu nói của thầy đó, trò hóng thầy gì chuyện, hóng chuyện à. Trò hóng mà không có chuyện thì lấy gì mà hóng. Thầy có chuyện mà không có người hóng thì lấy đâu mà kể. Đấy, thế được. Thầy lắm chuyện lắm mà không có người hóng thì thầy cũng chán lắm. Chả lẽ thầy tự dưng trong nhà thầy kể cho mình nghe à? Thầy phải có người nghe, tức là có người hóng thì mới kể được. Thôi, thầy cũng kể nhá. Thầy không kể thầy buồn này. Chuốt. Thầy chuốt. Đi học thì thích nghe chuyện. Cho ta hóng chuyện ơi là hóng chuyện. Hóng chuyện ơi. Thôi, Vatilit. Vậy giờ hỏi này, ai nghe nói Vatilit, cái vụ mà là có xì căng đan, tức là vụ gọi là cướp bóc phạm ở Vatican, ai nghe Vatilit để giơ tay? Ai nghe báo chí đã nói, còn những người khác không nghe hả? Báo chí Việt Nam nó nói quá trời quá đất này. Có nghe không? Giơ thẳng tay lên tôi xem số bao nhiêu nhiều nào. Cũng khá đấy, cũng khoảng chừng chưa được nửa. Là cái vụ Vatilit. Thôi giờ ai chưa nghe thì bây giờ nghe. Ai chưa nghe nghe, còn ai nghe thì nghe cho rõ, cho nó dễ hiểu hơn, mà nó tỏ tường hơn. Chứ không thì là nghe ấm a ấm ớ. Vụ Vatilit, Vati nó là cái gốc của Vatican. Gốc của Vatican, Va và Va tới Ti, Lit L-E-A-K-S Vatilit, tức là xì căng đan về vấn đề thông tin của Vatican. Đó là cái câu chuyện, đấy là cái tên nó đặt cho như vậy, câu chuyện nó đặt ra này. Đức Giáo Hoàng có hai ông thư ký, chúng ta nói được hai ông thư ký, là hai ông thư ký là môi hở răng lạnh, sống chết này. Mà nếu ám sát Đức Giáo Hoàng thì hai cái ông đó là ám sát dễ nhất, giết Đức Giáo Hoàng dễ nhất, vì lúc nào cũng ở kè kè. Do đó nó mua chuộc, muốn giết Đức Giáo Hoàng dễ nhất là cứ mua hai cái ông thư ký đó, nó giết luôn cái là rất là dễ. Nhưng mà không có đời nào mà đây là hai ông đều là hai ông cha cả, tất tật hai ông cha đều hai ông cha cả. Do đó hai ông cha mà để được tuyển và làm thư ký thì cũng là phải có nhân đức lắm, chứ cũng phải vào trong đó mà làm tằm lam rất lúa vậy. Đây là hai cái ông liền kế. Ngoại trừ hai cái ông đó xong thì Đức Giáo Hoàng có một ban thư ký nữa, gọi là văn phòng thư ký của Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng có một văn phòng nữa. Cái văn phòng đó là chỉ lo về vấn đề giấy tờ hồ sơ thôi. Hai cái ông kia gọi là thư ký, tên gọi là thư ký nhưng mà thực chất ra giống như người nhà trong nhà, giống như con trong nhà. Hết mọi chuyện nó chẳng phải là giấy tờ nữa, từ cái ăn, cái ở, cái ốm, cái đau, hết mọi cái, tất cả thật. Thì tôi đã nói gọi là thư ký tên cho nó vui vẻ vậy, chứ còn thực sự ra là con trong nhà, sống ở trong nhà vậy. Nhưng mà về giấy tờ các thứ thì lại có một cái văn phòng riêng. Văn phòng riêng thì cái văn phòng đó thì lại có thể giao cho người ngoài được. Thế thì khi Đức Giáo Hoàng này lên ấy, thì cái văn phòng lo về giấy tờ trong đó thì có nhiều loại giấy tờ, giấy đến, giấy đi, loại kia đấy. Thì Ngài đến thì Ngài có nhận một cái anh gọi là Gabrieli. Thì cái anh này đó, trước đây đó, khi Ngài còn làm Hồng Y Bộ trưởng Bộ Đức Tin đó, là anh này con là giống kiểu như là cái người đi bỏ thư cho Ngài. Ngài thấy anh này cũng được, không đến nỗi gì, mà cũng có chữ nghĩa, mà cũng có bằng cấp nữa. Thế khi Ngài lên làm Đức Giáo Hoàng cái, Ngài mới đưa anh ấy vào trong cái văn phòng đó, vào trong cái văn phòng làm đứng gọi là anh sếp, tức là giống như là trưởng văn phòng của cái phòng đó. Dưới anh chàng ta còn mười mấy người nữa, anh chàng ta. Thì cái văn phòng đó là cái gì? Tất cả các thư từ gửi cho Đức Giáo Hoàng trên toàn thế giới đến văn phòng đó hết. Tất cả thư từ, mọi thư từ, tư mật, thư không mật, thư nọ, thư kia, vào đấy xong. Ở đó họ sẽ phân loại ra các loại thư. Thư nào tối mật thì để ra riêng, thư nào mật để riêng, thư nào chuyển đi sang đâu riêng hết. Thì những cái thư mà tối mật mà khẩn cấp thì họ mới sẽ đưa cho cái ông thư ký vòng ngoài số 2 đó. Ông mới đọc. Đức Giáo Hoàng không bao giờ đọc thư riêng bao giờ hết. Ông sẽ đọc, ông xé ra, ông đọc. Ông đọc cái gì đáng thì ông trình Đức Giáo Hoàng, còn cái gì không đáng thì ông xếp sang một bên. Do đó hai cái ông và thư ký Đức Giáo Hoàng là hai ông đọc thư. Đức Giáo Hoàng giờ đâu mà đọc thư, mỗi một ngày ở trên toàn thế giới người ta gửi về cả hàng chục ngàn thư, có mà đọc mà lòi mắt. Thế thì phải có người nó phải lọc lựa, lọc ra. Rồi nhiều khi lại nguy hiểm đến như thế này nữa, là thư nó bỏ bom thư ở trong đó. Nhiều khi nó bỏ bom thư, nó chỉ là một chất trắng thôi, chỉ động một cái là nó nổ liền. Do đó là không có bao giờ Đức Giáo Hoàng trực tiếp dở thư bao giờ hết đó. Do đó phải đều là những người khác họ dở thư cho đọc. các cái thứ gì họ trình lên hết. Thế thì cái phân loại đó, thì cái tay mà trước khi nó đến cái hai ông cha thư ký kia thì nó là cái đứa mà nó lọc thư, gọi thư từ đến nó lọc hết. Thế lại Chúa, tôi không biết làm sao thư từ, những thư tối mật gửi đến cho Đức Giáo Hoàng. Thì chúng ta biết là theo ở trên thế giới, các Đức Hồng Y hay các Đức Giám Mục hay là tất cả nguyên thủ quốc gia trên thế giới, họ gửi thư đến, họ gửi thư, họ tôn trọng lắm. Luật trong luật quốc tế là thế này: thư đến, nhận hay không nhận, đọc hay không đọc là phải trả lời. Đức Giáo Hoàng đọc hay không đọc, nhưng mà người ta sẽ báo cáo cho Đức Giáo Hoàng: thưa Đức Giáo Hoàng, có thư của Tổng thống này, Thủ tướng kia gửi đến cho Đức Giáo Hoàng, không đọc được hết, còn tóm lại nội dung cái này. Đức Giáo Hoàng cho ý kiến, ngài bảo cho ý kiến, đưa lại cái thư đó cho tôi đọc lại, cho ý kiến. Ngài đọc lại thì ngài đọc lại là ngài cho ý kiến, còn không thì là có cái bộ phận nó trả lời. Đức Giáo Hoàng hỏi không có vấn đề gì cả, thôi chúc mừng cái gì, thì ngài ra lệnh, ngài bảo văn phòng trả lời thư rằng Đức Giáo Hoàng đã nhận được thư rồi, đưa ngài ký rồi trả lại cho ông thủ tướng, tổng thống đó. Lạy Chúa, tôi chả hiểu ra làm sao. Thì thường là thư trả lời trong một thời gian ngắn, thư đến là sẽ có thư trả lời, tất cả mọi thư đều trả lời, không bao giờ mà quốc tế không bao giờ là nhẹm đây nhé, nhận thư là phải trả lời. Bao nhiêu thư đến mà cả năm trời không thấy Đức Giáo Hoàng trả lời. Thế là họ mới qua cái kênh ngoại giao, thủ tướng nọ, tổng thống kia, kênh ngoại giao họ nói: tại sao thư của các nước, của nước nọ nước kia gửi đến cho Đức Giáo Hoàng, của Hồng Y nọ đến cho Đức Giáo Hoàng mà không thấy Đức Giáo Hoàng trả lời. Quay ngược lại, thư đó gửi ngày nào, người ta khi mà ta gửi là người ta có ngày nọ ngày kia, ta bảo gửi ngày nọ ngày tháng kia, gửi hết. Vào trong cái văn phòng chính của Đức Giáo Hoàng, thư có đến không? Không nhận được. Cái thằng cha mà trưởng của cái ca đoàn văn phòng đó, nó tuồn hết thư, nó lấy hết thư của Đức Giáo Hoàng, nó đem ra, nó bán ra bên ngoài, nó lấy tiền nó tiêu. Lạy Chúa tôi ơi. Thì nó xì ra là ăn cắp thư của Đức Giáo Hoàng, bán ra cho báo chí bên ngoài. Nó ăn cắp cả đến hàng, cũng phải cóc có lẽ phải cả ngàn cái thư như vậy, toàn những thư mật như vậy. Xong nó ra, thế là cái đám báo chí ở ngoài ấy, nó mới bắt đầu nó đọc thư của Giáo Hoàng, đọc thư ra. Những cái thư nào mà vô thưởng vô phạt nó vứt đi. Còn những cái thư nào mà chẳng hạn như tổng thống nọ, tổng thống kia hay ông nọ, bà kia nói cái chuyện này, có những chuyện này, thí dụ chẳng hạn xì căng đan trong giáo hội, bởi chúng ta biết là trong giáo hội như vậy, chúng ta thấy như thế này, thế nhưng mà nó có những vấn đề, thí dụ chẳng hạn giáo dân hay là ông nọ ông kia. Các bạn viết tiếng Việt cũng được, các bạn thấy cha thủ ở vườn xoài, thí dụ vậy, thì tôi nói ví dụ cha thủ ở vườn xoài, lôm côm cái này lôm côm cái kia, viết thư lên cho Đức Tổng, yêu cầu Đức Tổng điều chỉnh lại cái ông cha này. Thấy viết thư mãi không thấy Đức Tổng đấy, viết thẳng cho Đức Thánh Cha luôn. Địa chỉ của Đức Giáo Hoàng dễ lắm, Vatican dễ lắm, thư khắp nơi. Thế thì tố cáo ông giám mục này, tố cáo ông Hồng Y kia, tố cáo ông cha này, tố cáo ông nọ. Nghĩa là những cái vấn đề tố cáo đủ thứ, tố cáo tiền bạc, tố cáo tình dục, tố cáo điều hành, tố cáo đủ thứ. Thế là mấy cái thằng báo chí mừng quá, tức là chuyện tố cáo ở trong giáo hội nó nắm được. Những cái chuyện mà nói chuyện thường sao, còn những cái chuyện bôi nhọ, bôi xấu các thế nọ kia thì đó là chuyện cá nhân thôi, nó đem ra, nó in hết ra thành sách, nó bán, nó bảo đây giáo hội như thể là toàn những nòi rắn độc thế này. Lạy Chúa tôi, nó xì căng đan trong giáo hội quá sức là mình, bôi nhọ nói xấu quá sức. Đấy là những cái chuyện mà ta gọi nói về cho dễ hiểu này, giống như đi xưng tội đó, là ấn tín tòa giải tội, thì thay vì là xưng tội trực tiếp với ông cha thì họ viết cho Đức Giáo Hoàng trong ấn tín tòa giải tội. Bây giờ báo nó đâu có biết, nó khui đàn làm toe le toe le. Thế nên là mới hỏi ra thì cái thư đó của tổng thống này, thủ tướng kia, của Hồng Y nọ, giám mục kia gửi về đúng phóc cái nội dung đó. Bây giờ Đức Giáo Hoàng không có, mà báo chí Ý nó in ra thành sách, nó bán đắt như tôm tươi vậy. Hay là bôi nhọ, bôi cho chát chấu vào các cha, các thầy, các giám mục, các nọ kia, bảo trong giáo hội nó như là nọc độc. Đấy. Thế là đây là một trong những cái Đức Giáo Hoàng đau khổ quá sức. Ngài thương nó cho vào, cuối cùng là nuôi ong tay áo, giết Đức Giáo Hoàng vậy. Thế là bây giờ những cái tổng thống, thủ tướng nọ kia, người ta bảo không tin nhiệm về Vatican nữa. Không, trước đây là Vatican, trưa nay là rất là uy tín, bây giờ đã bị như vậy, khủng mất uy tín luôn. Đấy, đại khái vậy, đó là văn phòng nó như vậy. Hay là cái vụ Vatilit này như vậy. Thì bây giờ cái ông đó bây giờ bị lính cảnh sát Ý nó câu lưu rồi, tức là nó bắt rồi. Bây giờ nó đang điều tra ra là xem là ông này lấy chỉ có chủ yếu là lấy để bán, để kiếm tiền, hay là còn có một cái mối, có đường dây nào nữa, nó giật dây rồi nó cho tiền ông này để ăn cắp các cái tài liệu thư từ của giáo hoàng, còn đang điều tra cho đến giờ này chưa xong. Đó là gọi là vụ Vatilit đấy. Nghe đã chưa? Nghe chuông là bây giờ muốn nghỉ không? Nghe khi nào đã xong rồi đi uống nước, rồi đi học thánh nhạc. Giáo hội khổ vậy đấy, Chúa ơi, giáo hội khổ vậy, Chúa ơi, giáo hội con người khổ thế đấy. Alo, kính thưa các anh chị, theo sự chỉ đạo của cha thì anh chị nào mà muốn học tiếp các khóa phụng vụ, các khóa kinh thánh thần học tiếp theo thứ hai, thứ tư, thứ sáu thì xin đăng ký ở văn phòng ha. Rồi bây giờ đó là ở Giáo xứ Tân Định thì là có cái phát động cái phong trào là đơn tự nguyện hiến giác mạc. Hiến giác mạc thì đây là bây giờ là cái vấn đề là hiến giác mạc này đó thì là phải hiến là trong vòng 8 tiếng sau khi qua đời, thì là thông báo cho cái ngân hàng mắt, người ta đến người ta lấy giác mạc của mình. Và cái thủ tục đó thì là có cái đơn ở đây, các anh chị cứ điền rồi ký tên, nhưng mà quan trọng đó là phải có người thân của mình đồng ý, thì ký kế bên ý kiến đồng ý, thì sau đó sẽ nộp lại cho văn phòng giáo xứ, rồi ở ngân hàng mắt người ta sẽ cho mình cái giấy chứng nhận. Thì trên tay em là có 100 tờ, thì anh chị nào mà muốn thì cứ giơ tay lên, em sẽ đến em phát, rồi các anh chị nộp lại vậy thôi ha. Các anh chị nào đồng ý thì giơ tay lên ha, em đi em phát nha. Dạ. Các bạn ơi, nghe này, các bạn nghe thầy nói này, các bạn có hiến giác mạc hay không? Hiến, các bạn cứ cầm cái tờ đơn về đọc cho biết, cứ cầm đi. Cứ không có phải cầm cái tờ đơn là hiến giác mạc đâu nhá, cầm moi mắt ra cho đâu nhá, không có đâu. Cứ cầm đi, xong rồi để tôi thầy cắt nghĩa cho, tí thầy cắt nghĩa cho này. Đây, cứ nhận đi, cứ cầm tờ giấy đi. Đâu có ai bắt mình phải cầm tờ giấy, cái này móc mắt ra liền. Chúa thôi ơi, Chúa thôi, con nhà yếu nhân đức tin. Cứ cầm đi rồi thầy cắt nghĩa cho. Chúa thôi ơi, cứ cầm hết tất cả đi. Không cần ấy thì đem về nhà gói tôm. Bây giờ người ta có gói tôm khô bằng giấy này nữa không? Hả? Gói tôm khô với gói bột ngọt đó, có không? Không có à? Bột ngọt mà bột ngọt nó bán từng gói nhỏ, giờ còn bán là gói bằng giấy không? Giấy ni lông quá à? Bao ni lông quá à? À bây giờ người ta gói bằng bao ni lông mà. Cứ cầm đi, đọc đi cho vui. Chị Hiền chỉ cầm mình. Chị Hiền đấy phải phô 100 tờ nữa để phát. Cứ phát đi, 100 người tờ phát ra thì không được người nào thì cũng được chứ sao đâu. Cái vụ mà hiến, người ta gọi là, nghe này, xong chưa? Người ta gọi là hiến tạng, tạng nặng tạng, hiến tạng thì mắt là một phần tạng. Các bạn nhớ nha, đây cái từ người ta gọi là hiến tạng, hiến tạng, lục phủ ngũ tạng, tạng hiến tạng, mắt là một phần. Do đó có thể người ta gọi là hiến cả cơ quan trong cơ người, lái tim rồi thận rồi là đủ thứ tất cả, gọi là hiến tạng. Mà gọi dùng từ nôm na gọi là hiến xác, nôm na hiến xác. Chỉ có hiến sau khi chết thì mới hiến thôi. Thế thì các bạn ngừng cổ nghe thầy nói này. Trước đây đó thì giáo hội không ủng hộ là bởi vì có một cái lạc giáo, nhưng bây giờ giáo hội là rất là khích lệ. Có một lạc giáo nói rằng là khi mà chết mà người ta hiến tạng, móc mắt, móc ruột, móc tay, móc chân, móc hết tất cả vậy. Thế có một lạc giáo nó nói vậy. Thành thử ra là giáo hội nói là làm cho giáo dân bị khủng hoảng, móc mắt, móc tay này. Thế thì nó bảo vậy này, tao móc hết tất cả như vậy thì lúc mà sống lại còn mắt đâu mà thấy Chúa, tay đứng đâu mà cái gì đó. Thế là giáo dân hoảng hốt sợ, tức là qua cái đó nó phủ nhận là không có sống lại. Ý nó nói như vậy, ý không có sống lại, sống lại thì làm sao mà còn mắt đâu mà nhìn, mũi đâu mà ngửi, thế cái đấy nó phủ nhận. Có nghĩa là đây là các lạc giáo phủ nhận sự sống lại của thân xác. Nhưng các bạn nghe xong chưa, các bạn nhìn lên thầy đi, thầy Cát Nghĩa này, nhìn thầy mà lại nhớ, hình như thầy mà nhớ. Thế nhưng mà ngày nay giáo dân càng ngày càng trưởng thành rồi, không có dễ mà du ngủ mà dọa người ta như vậy nữa. Không, xin lỗi vậy. Các bạn ngẩng cổ đây, thầy nói đây này, đây giáo hội dạy làm sao về cái vấn đề tạng. Tôi không có, tôi phải giáo sư, nhưng mà bởi vì cái này liên quan đến đức tin là tôi phải nói nha. Nói ví dụ đây, anh bảo là bây giờ cái người mà sống khi mà chết, khi mà sống đây đủ hết mắt tân chân này thì sẽ sống lại, thì đã ngon lành cũng giống vậy. Vậy thì anh sẽ trả lời làm sao tình thương của Thiên Chúa đối với một người khi sinh ra bẩm sinh đã bị mù, què, trột, bao nhiêu em làm khuyết tật kia. Vậy mai mốt nó chết, nó sống lại, nó cũng què mãi vậy cả, vớ vẩn. Do đó trước hết, vậy thì tất cả những thân xác của chúng ta hiện nay, phải chăng khi chúng ta như thế này, mai mốt chúng ta chết sống lại, thì chúng ta khi còn sống làm sao? Chúng ta như vậy mai mốt thằng què, thằng quẹt, thằng đuôi, thằng mù, mày sống lại mày cũng như thế à? Thế thì có ra làm sao? Vậy thì bây giờ nếu mà móc mắt ra khi còn chết, thì khi còn sống có mắt, chết rồi móc ra, vậy lúc sống lại cũng đuôi à? Vớ vẩn. Do đó những cái người mà nói lung tung như vậy thì không còn có thể nói là dọa dẫm giáo dân được nữa. Thì đây các bạn ngẩng cổ nghe thầy nói đây. Trước hết tôi xin trả lời các bạn ngay về mặt đức tin đấy. Chúng ta đang ngồi đây, tất cả chúng ta nhìn nhau hết tất cả đây. Vậy tôi nhìn thấy các bạn đây là nhìn cái gì? Thưa, tôi nhìn thấy các bạn đây là một cái xác. Mà xác này là xác có sự sống. Mà tại sao tôi nhìn thấy các bạn có một cái xác có sự sống vậy? Là thưa bởi vì các bạn được sinh ra thì mới các bạn có xác. Chứ các bạn không thể không sinh ra mà lại có xác được. Vậy ai sinh ra các bạn? Nói một cách dễ hiểu, ba má tôi sinh ra tôi. Nhưng mà làm sao ba má tôi sinh ra tôi? Ba má tôi có muốn tôi có là được đâu. Biết bao nhiêu cặp vợ chồng muốn có con mà không được. Vậy thì ba má tôi là gì? Ba má tôi là cộng tác viên của Chúa. Và nếu tôi có là bởi vì Chúa muốn cho tôi sinh ra. Như vậy trên hết mọi sự, chính Chúa muốn cho tôi sinh ra. Và Chúa muốn cho tôi sinh ra như vậy, cái thân xác này tôi sinh ra là chỉ biểu lộ cái ý muốn của Thiên Chúa là có tôi thôi. Như vậy vì có thân xác nên mới có chết. Nếu mà không có xác làm gì có chết? Thiên thần làm gì có xác, làm gì nên có ý niệm thiên thần chết. Như vậy cái chết là cái gì? Cái chết là chỉ chấm dứt cái mà chúng ta có là cái xác. Rất đơn giản vậy thôi. Còn trong chương trình của Thiên Chúa, trong ý định của Thiên Chúa là gì? Là tôi có này. Như vậy không chỉ là thân xác, mà một khi tôi đã có, tôi còn có cái linh hồn nữa. Và cái linh hồn đó là cái vĩnh viễn, cái muôn đời. Như vậy cái quan trọng nhất không phải là cái xác, mà là cái có của một con người nằm trong ý định của Chúa. Vậy khi sống lại là cái gì? Khi sống lại là cái con người đó đã được hiện diện. Bây giờ sống lại, Chúa cho sống lại. Chúa cho sống lại cái thân xác nó như thế nào? Đây, nghe đây các bạn, nghe đây. Đây là Thánh Phaolô nói nhầm. Khi sống lại, thân xác của chúng ta cũng là thân xác này, nhưng đã được biến đổi trong sự sống mới. Các bạn nhớ cái cụm từ của Thánh Phaolô nói nhầm. Cũng là thân xác này, nghĩa là tôi, chứ tôi là chó. Theo kiểu luân hồi, mày nhá, sống cuộc đời trần thế này mày tầm bậy tầm bạ, mai mốt mày luân hồi mày thành chó đấy nhá, xong mày là con chó, mai mốt mày luân hồi mày thành người nhá. Không, vẫn là con người này, nhưng con người này được biến đổi. Biến đổi như nào? Biến đổi nên giống thân xác hiển vinh của người. Các bạn có nghe cái câu này bao giờ chưa? Trong Đức Tin đọc Thánh Phaolô nói chưa? Nên giống nên thân xác hiển vinh của người. Thân xác hiển vinh đó là sao? Thân xác của Chúa Kitô sống lại. Thân xác của Chúa sống lại. Nghĩa là Chúa sống lại, Chúa làm cho chúng ta trở nên thân xác mới. Và cái thân xác đó là sao? Cũng là cái con người này chứ không phải là khác. Nhưng mà biến đổi. Biến đổi nghĩa là nó không còn giống như cái kiểu như chúng ta đây. Tôi nói ví dụ nha. Thân xác này hiện nay, bây giờ. Mai mốt nó biến đổi nó sẽ khác. Cũng là tôi, cũng là Thủ chứ không phải ai khác. Chứ không phải là ma, không phải là chó. Thế là Thủ đây. Nhưng mà nó được biến đổi như thế này này. Hiện nay tôi không ăn thì tôi chết đói. Tôi không uống là tôi chết khát. Tôi không ngủ là tôi liệt sức ra. Nhưng khi sống lại tôi sẽ không ăn nữa. Tôi sẽ không uống nữa. Tôi sẽ không thở theo kiểu vậy nữa. Nhưng mà là một cái thân xác. Đó, thân xác của phục sinh. Nghĩa là một cái ý niệm thân xác hoàn toàn mới. Thân xác của Đức. Chính vì vậy mà các bạn biết cũng là cái thân xác. Khi mà Chúa sống lại đó. Thân xác của Chúa thì không phải là ma đâu. Người ta trong các thánh tông đồ nhìn thấy Chúa mà ma. Chúa bảo ma làm gì có thân xác như con thấy đây. Cho con đưa cho thầy tảng mật ong. Chúa ăn để cho họ biết rằng là không phải là ma đấy. Nhưng mà Chúa ăn không phải tiêu hóa đâu nha. Không phải ăn tiêu hóa đâu. Thế thì thân xác của Chúa biến đổi sao? Tường đóng, cửa đóng, then khải kín mít hết. Không ăn thua gì. Thân xác của Chúa vẫn vào được như thường. Còn thân xác của mình như thế này này, bây giờ chưa được biến đổi, chưa khi sống lại. Thế thân xác cửa đóng then khải sao? Bảo bác ơi mở cửa cho em vào với. Mưa quá em ướt hết rồi. Cho em vào với. Cho em vào với. Còn không thì làm sao cứ đứng ở ngoài. Còn thân xác phục sinh của Chúa không lệ thuộc không gian và thời gian. Cho đến giờ này chúng ta biết sự phục sinh của thân xác chỉ biết một phần nào thôi. Nghĩa là hoàn hảo. Và Chúa sẽ cho chúng ta. Nếu Chúa đã cho chúng ta có một thân xác thì có gì khó Chúa cho một thân xác mới. Tôi nói cái chuyện này á, học thần học rất là hay ở cái chỗ này này. Là bảo là sinh sống lại gì phải không? Vậy tôi có nói các bạn thử nghĩ mà xem. Lại Chúa tôi cũng không biết là khi bây giờ, khi mà mẹ tôi, tượng thai tôi trong lòng mẹ, tức là cưu mang tôi trong lòng mẹ thì như thế nào? Tôi chỉ biết khoa học nói là thế này, giữa bố với mẹ kết hợp với nhau ra cái bào tử, và bào tử đó là thằng con, vậy thôi, chỉ biết vậy thôi. Còn cái bào tử nó như thế nào? Làm sao? Của bố của mẹ như thế nào? Chuyện đó là chuyện trời cho rồi. Thì nó là do tinh trùng với lại trứng kết hợp với nhau. Biết vậy thôi, khoa học chứng minh thế. Xong cái nó ra thằng người. Cái thằng người xong rồi làm sao? Lúc mà thằng chết cái thì sao? Thì nó thành đất. Nó thành đất. Ra cái gì đâu. Chôn cũng thành đất. Đốt cũng thành đất. Nó ra cái gì? Nó chẳng có gì. Nó chẳng có trứng, nó chẳng có gì hết nữa cả. Nó ra thành đất. Hết. Trước khi tôi sinh ra tôi cũng chẳng biết tôi ở đâu. Chết rồi cái thân xác này tôi cũng chẳng biết ở đâu nữa. Lạ thế, lạ thế. Mà hàng tỷ tỷ người đã sống, hàng tỷ tỷ người đã chết trên trần gian này. Thống kê từ khi mặt đất quá là hàng tỷ người đã chết. Và tôi xin lỗi cái đất ở cái đây này chúng ta đạp lên chắc là cũng nó cũng dây dưa với xác chết người nằm chỗ nào. Tôi nói cái này tôi không có đùa một tí nào đâu. Tôi nói logic lắm các bạn ạ. Các bạn tôi nói cười vậy nhưng mà các bạn rất thật thà vô cùng. Các bạn ốm cái gì phải không? Các bạn đau cái gì phải không? Các bạn phải đi nhà thương chứ đâu được. Đi vào trong bệnh viện. Hỏi các bạn giường bệnh viện có giường nào mà chưa có người chết nằm trên giường đó bao giờ các bạn thử hỏi. Tôi hỏi các bạn mà xem. Có cái giường nào mà không có người chết? Nó bảo mày lên nằm cái giường đó. Nó bảo giường này không có người chết à? Nó bữa khuân người chết ra xong nó thay cái ra khác. Có đứa nào nó nói là giường này không có người chết? Có cái giường nào mà không có người chết? Và trong nhà thương có chỗ nào? Ốm thì nó cho vào cái giường nào thì nằm cái giường đấy chứ là sao? Không hề bao giờ đặt vấn đề. Không hề bao đặt vấn đề. Ốm, bây giờ ốm bảo thôi em không nằm, em đem giường nhà em không nằm. Tôi nói đùa. Lại Chúa tôi, má tôi là trong một trường hợp đấy. Má tôi nằm trong trường hợp đấy. Má tôi đi nhà thương, cứ đòi cái ghế bố đi. Bảo má, mà bà già bây giờ thì hết rồi, chứ còn cái hồi cách đây khoảng vài năm á, đi nhà thương vào cái phòng á, thì nhà thương lúc nào cũng bật đèn, đêm ngủ là phải bật đèn sáng, không bao giờ tắt đèn. Thế vào vô cái con ơi con nhớ bật đèn cả ngày nhá, cả đêm nhá. Hỏi sao vậy? Sợ ma. Già rồi còn sợ ma. Xong rồi vào trong đó đưa cái ghế bố, tôi cho mẹ nằm cái giường này, mẹ không nằm trên giường này đâu. Hỏi sao xuống giường nằm giường này? Giường nào cũng có người chết đấy. thì đúng, bà nhận xét rất chính xác. Và có giường nào mà không có giường người chết, giường nào cũng giường chết hết, họ thay hết cả rồi, mà mai mốt mẹ chết thì người cũng khác nằm lên đây à, thì ngày nào cũng người chết hết, làm sao mà... Thế nếu đúng là phải đem tấm ra khác thay được bà mới nằm. Nhưng mà nằm thì cũng có vết nằm trên cái người chết, nằm chỗ nào cũng có người chết, nằm mé nào cũng người chết hết. Mà có bao giờ chúng ta đặt vấn đề đâu, chết thì ăn thua gì, chết thì tẩy rửa sạch sẽ đi, rồi mình cũng chết vậy, người ta chết rồi cũng đến lần mình chết rồi người khác lại nằm cái chỗ đó. Cái lần đó tôi đi dạy đại chủ viện Hà Nội, họ tưởng là tôi không biết, tôi biết lòi ra hết. Đức cha Trọng, Đức cha Phụ Tá, cái phòng của ngài, mỗi lần tôi ra dạy đại chủ viện Hà Nội họ cho tôi ở một phòng khác nhau. Lần này dạy học phòng này, lần đó có một phòng đó là họ cho tôi vào, họ cho em tôi biết sao. Tôi vừa xách vali đến, họ dẫn tôi vào đây. Tôi bảo phòng của Đức cha Trọng mới chết cách đây một tuần ấy gì, cho tôi vào phòng này ấy gì phải không? À, bảo sao cha biết? Làm sao tôi không biết được? Tên Đức cha Trọng còn ở cửa kia kìa. Tên Đức cha Trọng còn ở cửa chưa kịp tháo ra kìa. Thế là cái ông thầy ông vội vào ông tháo cái tên Đức cha Trọng ra. Xong một cái giường á, nó chưa kịp thay ra, nó cái tấm ra nó chưa kịp thay nữa. Nó còn đang nhàu nữa. Xong tôi bảo đấy, con chưa có thay cái tấm ra của Đức cha ra kìa. Xong đã ông đã con xin lỗi cha, thế thay ra. Sau thay tấm ra ra rồi đấy. Cũng đúng vị trí đó, ngày mới chết có một tuần. Đúng vị trí đó, chỉ thay tấm ra thôi. Đêm tôi ngủ ngon lành không có gì. Sáng sau mới cha xuống ăn sáng, ông nào cũng có nhìn tôi thế này xem đêm tôi có ngủ được không. Nếu mà tôi không ngủ được mà mắt trùm lơ ra thế này này hay là như thế nào mà thấy tôi tỉnh tỏ gì. Lúc sau ông cha mới ông bảo đêm rồi cha giáo ngủ ngon không? Ngủ ngon lắm, nằm đúng vị trí Đức cha chết, đúng vị trí Đức cha chết, ngủ ngon lành lắm, không có thấy gì cả. Trước khi nằm ngủ làm dấu thánh giá: thưa Đức cha, Đức cha đã về với Chúa, Đức cha cầu nguyện cho con sống thánh thiện như Đức cha. Ngon lành, ngủ ngon lành, không hề thấy, ngủ thẳng một mạch cho đến sáng. Đấy, lại còn ấm nữa là bởi hơi Đức cha nó cũng còn đó, nó có sợ đâu. Tôi không có sợ cái chuyện đó, nhưng mà nhiều khi chúng ta cứ bị ám ảnh những cái chuyện như vậy. Thế thực sự ra con người ta chết thì chết thôi, thế thì ai cũng phải chết rồi. Thế không về chúng ta tự ám thị như vậy, thế thành ra nó xa cách đi, nó đại khái vậy. Thôi, nó cái chuyện kể cho các bạn nghe nhầm đó là. Do đó các bạn nhớ rằng là đối với người chết không có gì hết. Hiện nay Chúa làm, Chúa đã cho chúng ta một thân xác. Có gì khó với quyền năng của Chúa? Chúa sẽ cho chúng ta một thân xác mới. Các bạn thử tưởng tượng xem, ai cho chúng ta một thân xác trong lòng mẹ ngoài Chúa? Ai cho? Nếu Chúa không muốn, làm sao bố mẹ chúng ta nặn ra một đứa con ra được? Vậy nếu Chúa có quyền năng cho chúng ta sinh ra làm người, có gì khó Chúa cho chúng ta một thân xác mới, toàn vẹn? Cái đó là chúng ta mới thấy tuyệt vời đó. Tuyệt vời. Phục sinh là một sự sáng tạo tuyệt vời mới. Chúng ta có kinh nghiệm sự sống ở trần gian này, chết toi không còn cái gì, thì phục sinh thân xác chính là quyền năng của Chúa. Hay. Do đó đừng đặt vấn đề méo mó ở trần gian này. Méo mó đó là sự khuyến điệp của con người. Chúa sẽ cho chúng ta một thân xác mới. Đó là chuyện một. Thế thì bây giờ giáo hội lại khích lệ vấn đề hiến xác là cái chỗ như vậy này. Giáo hội khích lệ nha, chứ tôi phải vì thế cha quản hạt làm cái này là rất chính xác. Tôi đã suy nghĩ đến chuyện tôi cũng hiến xác nữa luôn này. Là hiến xác có nghĩa là khi mà cái cơ quan của mình đó, là các cái cơ quan nó còn tốt, người ta chỉ được phép lấy tạng, tức là lấy các cái bộ phận cơ thể mà để người ta sử dụng, với cái điều kiện là cái người đó chết còn trong một thời gian nào đó thì họ sử dụng được thì họ mới lấy, còn không thì họ không lấy đâu. Nên nó hỏng, tức là các tế bào nó chết rồi không sử dụng được. Thí dụ chẳng hạn như cái tự nguyện hiến xác này, chết rồi họ phải kiểm tra chắc chắn là chết rồi, chứ còn đang mới gọi là thiếp đi, là moi mắt ra thì hiến xác bảo đây ngân hàng mắt đến đêm ngủ, sáng sau bảo đây hiến xác rồi, con đang ngủ đè nó ra mong mắt đó. Lại chuốt và nó hiến mắt không. Phải có bác sĩ kiểm tra rằng là chứng minh là nó chết tắt thở rồi, chắc chắn rồi thì nó mới moi mắt ra được, chứ không mà nó sống rồi mày moi mắt ra thì làm sao lại chuột. Ôi. Thế thì chết thì trong thời gian đó ở đây là phải 8 tiếng đồng hồ là phải cho người ta đến, người ta đem xác đi, người ta lấy cái mắt ra liền. thì người ta mới có thể cứu cho cái người mù được, chứ còn không thì hỏng. Đấy, cái trái tim của tôi còn tốt, không hề thấy gì van giết nó kia, ngon lành lắm. Có nhiều người họ cần thôi, khi mà chết thì cho luôn cái trái tim, ví dụ vậy, hay là quả thận hay là cái gì đó. Bây giờ người ta thận nhiều lắm, có những cái bộ phận cơ quan rất là tốt. Thì là cơ thể của tôi chưa bao giờ trong nằm bệnh viện bao giờ. Đi khám bệnh tổng quát, người ta bảo tất cả lục phủ ngũ tạng của cha tốt lắm, nên cha cho là tốt lắm, cha cho được hết đấy cả, cho được hết đấy cả. Nhưng mà nhớ là khi nào tôi chết mà bác sĩ kiểm tra rằng là chết chắc chắn rồi thì được, chứ không tôi đang ngủ đè tôi ra mổ ra mà lấy thì câu chết thành chết thì chưa. Mổ ra mà lấy, cha làm giấy rồi. Nhưng mà tôi chưa làm giấy. Muốn làm giấy là tôi phải ký giấy, mà Đức Hồng Y, các linh mục là phải Đức Hồng Y ký vào, bản quyền chấp nhận thì mới được, chứ không phải là các cha mà cứ ký được đâu. Do nó luôn luôn đòi hỏi phải có cái chữ ký của người thân bên cạnh, là bởi người thân bên cạnh là cái người sáng suốt, chứ không nhiều khi cái người kia nó tăng nó ký thì chết. Thì cái người bên cạnh phải chứng nhận là ở đây sáng suốt thì ký vào đấy, phải 2-3 chữ ký chứ không phải 1 chữ ký đâu, chứ tăng nhỡ ký vào cái đêm nó đến nó đè mình, nó cắt ra thì chết thôi. Thánh nhạc tiếp. Thánh nhạc. Mà hình như thánh nhạc thì nó mệt, học cũng mệt. Mà kể chuyện thì thao láo nghe hết tất cả. Nên gọi là họ hóng là vì vậy đấy. Thầy là Nguyễn Thế Chuyện, trò là Lê Thị Hóng. Hóng chuyện. Thôi kệ, nhưng mà vậy nó vui nhờ. Học nó nhẹ nhàng chứ nó không mệt nhờ. Chứ học nó mệt nhàng, không nghe chuyện nó mệt lắm. Kể chuyện nọ, kể chuyện kia nữa. Bây giờ chúng ta đang nói đến còn là bậc thang về các lời. Lời thứ nhất là lời Chúa. Lời thứ hai là lời giáo huấn của giáo hội. Lời thứ ba là lời ca nguyện, tức là cái tâm tình tôn giáo. Và lời thứ tư là bết nhất. Đó người ta gọi là cảm hứng của tác giả, thường là cảm hứng. Có giống nhà đột xuất mà cảm hứng có nghĩa là nó giống như kiểu như là tăng mà nó ra, tự dưng tự yên nó ra, cảm hứng nó kiểu vậy. Tức là có cơn thì nó ra cái bài đó, mà đấy có cơn nó ra thì nhiều khi thì mấy ông tác giả mà cái này thì hay bị nhất này. Mấy ông tác giả ông bảo về em không có ngồi tự dưng em viết nhạc đâu, tự dưng nó ra. Em nhiều khi em đang chạy xe Honda thế, tự dưng em thấy cái thằng nó què cẳng cái tự dưng ra bài nhạc đấy. Cái đó là cảm hứng đó là nó đột xuất nó ra như vậy. Mà mấy cái đột xuất nó ra như vậy thì nó phiêu lưu lắm. Nếu mà không có nền tảng, tức là có gốc rễ ở trong lòng mà đã có Chúa thì cái đó là lơ mơ. Năm do đó cái bài như viên đá xanh ngủ yên giấc mộng lành đó là cái bài nó cảm hứng, là cái bài bị loại ra khỏi vòng chiến này đó, không có được hát này đó. Mấy những cái bài mà lơ mơ mà hát nó kiểu như lãng mạn, hát mà kiểu giống như là như tình tứ, ta kiểu như là những cái bài ca lãng mạn ngoài đời là giống đấy. Nếu cái dạng đó là dạng cảm hứng đấy, gặp đâu nói đó, cái đó là hạng bét nhất. Thì cái đó mình phải ý tứ khi chọn bài hát. Đó là về bài hát nha. Rồi đấy là về cách chọn bài hát. Rồi giờ chúng ta xuống đến phân loại bài hát trong phục vụ. Chị Hiền có cái bút nào nữa không? Có mấy bút? Cho em mượn cái đi. Phân loại bài hát trong phục vụ. Ai có 2 bút cho thầy mượn một cái. Không, viết giấy. Rồi. Phân loại bài hát, cảm ơn. Phân loại bài hát. Trong cử hành phục vụ có 2 loại bài hát. Trong phục vụ có 2 loại bài hát, xuống hàng thứ nhất. Loại thứ nhất là bài hát thành phần. Bài hát thành phần nghĩa là gì? Bài hát thành phần nghĩa là thế này này. Là khi lễ bao giờ người ta cũng phải đọc cái phần đó. Thì bây giờ khi hát người ta không đọc nữa mà người ta hát cái phần ấy thì gọi là thành phần. Vậy thành phần có nghĩa là gì? Là cái bài đó là thành phần của thánh lễ, bình thường phải đọc. Nhưng bây giờ người ta hát thì cái bài mà hát đó gọi là bài hát thành phần. Các bạn ghi như vậy. Bài hát thành phần là gì? Là cái bài mà bình thường lễ nào cũng phải đọc, bao giờ cũng phải đọc, không thể không có. Nó là thành phần của thánh lễ. Bài hát thành phần thì nó là cái thành phần của thánh lễ, bao giờ cũng phải đọc nó. Nhưng bây giờ người ta không đọc, người ta hát nó, thì cái bài mà hát đó gọi tên là bài hát thành phần. Gọi đó là bài hát thành phần. Ví dụ đáp ca, lễ nào cũng phải có đáp ca. Lễ nào cũng phải có đáp ca, không thể nào không có đáp ca được. Không đáp ca thì hát cái gì? Bao giờ cũng phải có đáp ca. Thì cái đáp ca đó người ta đọc, nhưng bây giờ người ta không đọc, người ta hát, thì cái bài hát đáp ca gọi là bài hát thành phần. Các bạn hiểu tôi nói không? Bài hát thành phần thì không chỉ là bài đáp ca, mà đây các bạn ngừng cổ thầy nói, còn có một cái từ mà chúng ta vẫn hay dùng nữa, đó là bộ lễ. Các bạn nghe bây giờ bộ lễ, tức là bộ lễ thì xin các bạn ngừng cổ nghe thầy nói cho hết ý này. Một khi chúng ta, có đôi khi chúng ta nói về bộ lễ mà chúng ta hiểu rất là giới hạn. Chúng ta nói bộ lễ là gì? Kinh thương xót, kinh vinh danh, thánh thánh thánh, kinh chiên thiên chúa. Đủ, à không, đúng, nhưng thiếu nhiều. Vì bài bộ lễ được gọi là thành phần, do đó đúng nghĩa là bộ lễ nó phải đủ hết tất cả những cái này. Trong lễ thế nào chúng ta kinh vinh danh, kinh thương xót, kinh vinh danh. Có khi người ta hát cả kinh tin kính nữa, thì kinh tin kính cũng là thành phần. Có khi thì ta hát thánh thánh, có khi người ta hát cả kinh tưởng niệm. Kinh tưởng niệm tức là lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại, kinh tưởng niệm á. Có khi thì người ta hát cả kinh lạy cha nữa. Kinh lạy cha cũng là thành phần. Hát thì có đợt bài hát thành phần, kinh chiên thiên chúa vân vân. Tóm lại, bộ lễ không chỉ là kinh thương xót, kinh vinh danh, kinh thánh thánh, kinh chiên thiên chúa, mà bộ lễ là tất cả những gì mà trong lễ chúng ta đọc, bây giờ hát thì gọi là bài hát thành phần, bộ lễ. Vậy chúng ta có thể kê ra này, bộ lễ thì gồm có là gì? Kinh thương xót, kinh vinh danh, thánh thánh thánh, thương xót, vinh danh, vinh danh, tin kính, thương xót, vinh danh, tin kính, thánh thánh, kinh tưởng niệm. Kinh tưởng niệm tức là lạy Chúa con loan truyền Chúa chịu chết đó. Kinh lạy cha, rồi kinh chiên thiên chúa đó. Đấy là đấy, tất là thành phần hết, thành phần hết ha. Đáp ca cũng là thành phần luôn, đáp ca là thành phần luôn. Thì hôm nay tôi nói được đáp ca rồi đó, kể luôn đó, đáp ca rồi đấy. Nghĩa là thế này, các bạn để ý như vậy này, tôi nói bài hát thành phần, tôi vừa kể cho các bạn. Đôi khi một vài nơi họ cả hát cái này nữa cũng là thành phần luôn. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha, hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa, hãy ta ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Có nghe này bây giờ chưa? Đấy cũng là bài ca thành phần luôn. Thay vì là Chúa ở cùng anh chị em và cùng cha, hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa, chúng hãy tạ ơn Chúa Thiên chúng ta, là đọc bây giờ hát cũng là thành phần luôn. Tất nghĩa là những gì mà chúng ta đọc, bây giờ không đọc mà chúng ta hát gọi là thành phần. Nắm chưa? Mai mốt khi là thầy ra đề thi thì hỏi bài hát thành phần là gì, có biết đường không? Nhớ phải biết đường để làm 20/20 nhỉ. Ngày mùng 3 tháng 8 là phải 20/20 đó. Không có được dưới là không có được, dưới là phải xưng tội nữa, phải phạt xưng tội nữa. Xưng tội là lần hạt 50 đi đảng thánh giá 14 chặng. Cho trắng mắt ra. Ai mà dưới 20 là phải xưng tội với cha giáo thì mới được. Mà xưng tội thì chưa xưng tội thì biết việc đền tội rồi. 50 kinh kèm với lại đi đảng thánh giá. Cho chức liệt luôn cái tội. Hả? Thì bây giờ như vậy này, để Yên xem mà có chữ 10 có đọc được không? Thí dụ đây này, bây giờ này, thí dụ chẳng hạn như vậy này, đơn tự nguyện hiến giác mà. Đây này, nhìn thấy gì chưa? Đấy nhỉ? Thì cái co chữ này đó là co chữ 12. Co chữ này là co chữ 12, gọi là venicenter. Đấy, khoảng chừng co chữ 12. Bây giờ nó nhỏ hơn cái này co chữ 10. Đọc được không? Đọc được không? Nếu mà chữ càng nhỏ thì càng nhiều câu, chữ càng to thì càng ít câu. Hả? Chữ càng nhỏ thì câu như càng nhiều, chữ càng to thì càng ít câu. Bây giờ muốn chữ nhỏ hay chữ to? À, to cỡ nào? Cỡ 20 hả? Tức là chỉ có 2 câu thôi gì phải không? Cỡ 20 tức là cho có 2 câu thôi được rồi. Thầy cũng biết trò lắm, thầy hỏi thầy cũng biết tình hình thôi. Cũng biết tình hình đó trò, cứ an tâm. Bao nhiêu câu cũng được, miễn là 20 điểm được được. Nhiều ít miễn là, cái quan trọng là có điểm ấy, chứ còn nhiều câu ăn thua gì. Đấy. Có mai mốt các bạn xem sổ điểm, các bạn xem điểm chứ các bạn có xem câu đâu. Ông Nghĩa ông bảo ông cho 10 câu về soạn, ông ra 4 câu phải viết 4 câu, có phải vậy không? Đây này, đề thi này. Soi cũng không thấy, ông gập đôi này, soi cũng không thấy. Đấy, ông bảo cho 10 câu dọn mà viết 4 câu, ông lại còn bảo về 4 câu viết mà phải viết 8 trang thì mới đủ, còn thiếu 8 trang không được. Cái số 4 này ác thật đấy, ác ghê đấy. Này, 8 trang có gì khó, mình viết cái chữ nó to như tập đồ cũng được. Giống như tập đồ, tập viết á, viết chữ nó to là thành 8 trang, nó có gì đâu, nó đủ tiêu chuẩn đấy đó. Xong rồi hàng kẻ đó, này nhớ nhau, đừng có mua cái tập vở của học trò, nó có kẻ sẵn. Cái mỗi một ô nọ kia nó ngắn lắm. Bây giờ mình lấy cái tờ trắng như vậy này, mình tự kẻ lấy. Mình lấy kẻ ô nọ, hàng nọ trên hàng kia, chừng 2 phân thế này, mình viết như tập đồ đó, 8 trang. Dạ xù, xin lỗi ông chứ, có 16 trang, chuyện nhỏ. Chứ không phải chuyện 8 trang, 16 trang có chuyện nhỏ. Cứ tập đồ viết to cành đó. Đọc. Đúng rồi. Ông Nghĩa mà ông cho ít điểm, tôi cho điểm bù. À, tôi lấy điểm tôi cho bù. Thông tin trước nhau, tôi cho điểm phục vụ 30, lấy 10 bên này cho bên kia, bù vào. À. Ai thấy ông Nghĩa ông cho ít, chạy đến tôi bảo cha Nghĩa cho thiếu điểm bên này, cha cho bù. Tôi lấy cái điểm của Nghĩa tôi bảo đây này dư điểm, quàng sang kia. Trong cái luật ở trong nhà thơ nhà ấy nó có cái loại mà điểm hệ số nữa, cộng các môn lại chia trung bình, có biết vụ này không? Đấy, thì bây giờ kệ ông cho dưới trung bình được, tôi cho 40 thì nó cũng kéo lại ông hành 20 à. Tôi muốn cho bao nhiêu, thầy muốn cho bao nhiêu cũng được, không ai có quyền cản trở. Thầy là toàn quyền. Đó. Thì cứ báo lên nhau, cứ báo cho thầy biết tình hình nhau, thầy liệu thầy cho điểm. Chú tôi có ông muốn trùm vô cùng, ông trùm ông cho điểm lại, chú tôi ông cho keo kiệt lắm. Lại chú tôi may mà ông không có vợ chứ có con thì chắc chết. Keo quá trời keo. Còn thầy thì cho điểm theo yêu cầu. À thầy xin bao nhiêu thầy cho bấy nhiêu, cho thoải mái. Muốn bao nhiêu thầy cho bấy nhiêu. À, thầy hay như vậy đấy. Đưa đến thầy con đúng hết, thầy đúng hết. Muốn bao nhiêu? À, cho 100 rồi, cho 100 trên 10, 20. Nộp vào văn phòng bảo chả có cái điểm nào hơi lạ cha, thì mày cứ cho nó, xin bao nhiêu mà cho nó đi, thêm việc cái gì. Có khó gì biên vào cái bút mình biên thì có khó gì đâu, mà cứ cho nó vào đi. Còn giám hiệu chấp nhận hay không kệ đời, mà cứ biên vào đi. Cứ an tâm nhầm, cái môn của thầy không phải lo lắng, cứ ngủ kỹ, ăn con ngủ kỹ. Hôm đó thầy bày cho mà làm nhé. Trước khi làm thầy bày cho mà làm. Bao giờ thầy bảo cầm bút thì mới được làm. Chưa bảo cầm bút mà làm cầm bút là chết toi, nên cho nó mới nói là phải đem bút xóa đến là vì vậy đấy. Thầy bảo cầm bút, đọc, rồi thầy bảo quệt thì bắt đầu mới quệt. Thầy bảo quệt thì mới được quệt. Chứ lại quệt trước thì lại phải xóa, rắc rối vậy đấy. Quệt trước, thầy chưa bảo quệt thì đã quệt rồi thì là sai, thầy phải xóa. Do đó cái bút xóa là có chức năng vậy đấy. Là ai dùng bút xóa nhiều có nghĩa là láu táu đấy. Cái dấu chỉ là láu táu. Còn ai không xóa gì có nghĩa là thầy bảo thầy đọc. Bây giờ đọc câu 1, đọc A, B, C. Bắt đầu quệt, đọc tình hình. quên, thế là thầy đọc ấy là quên luôn, và nhanh lắm. Thi thầy 20 câu chỉ làm có 5 phút đồng hồ xong thôi, mà ra đều hết tất cả, đúng hết tất cả. Hay vậy, hay. Thầy giỏi các trò nó mới làm đúng như thầy nó làm. Nhớ nghe không, tình hình không phải lo lắng gì, không phải thi cử gì tất cả. Nghĩa là cứ ăn non ngủ kỹ, hôm đó có sách có vở vác đi cho nó vui, cho ra cái điều mình đi thi thôi, nghe không? Nhớ, hôm đó đi thi lại không cầm cái gì, người ta lại bảo chứ sụ đi chơi à? Thế cớ hôm đó mình ra điệu mình đi thi, cứ có cái gì khuân hết tất cả đi cho nó nặng nề, chứ nó khạnh khạng thế. Sụ hôm nay là thi đại thể nhá, tự điển thì điếc cháu chắc nó có cuốn mấy cuốn tự điển to, cứ khuân hết tất cả đấy nhá. Tự điển gì đó, chú tự điển nó dày khềnh như vậy, cả mấy kilo cứ phát hết tất cả. Không có thì đeo cái sắc cà đô, tức là đeo cái ba lô. Trẻ nó đi thi thì đeo ba lô đấy, chuột này, đeo ba lô lên đấy nha. Thấy tươi tỉnh vậy là được rồi. Chúa thì cái ông Nghĩa ông ra thi mà bây giờ nó làm nó lây hết tất cả sang cái môn phụng vụ của tôi, vì họ có lo lắng này, ông phải gió này như vậy. Có còn cái môn mình học hồi xưa nay dạy mà bao nhiêu năm trời, mười mấy năm trời, có ai nghĩ đến cái môn thi của cha nó lo lắng được, mà giờ nó mất tinh thần như thế này, kéo mà mình bị họa vào thân. Thôi thì yên trí nghe chưa, hãy yên trí đi. Nhớ ông ấy thi ngày mùng 1 kệ nó, có cái rối làm trượt cũng không sao, cứ bình an nhá. Ngày mùng 3 thầy cho điểm kéo lại, yên trí không phải lo lắng gì hết cả. Đừng có mất tinh thần mà cái ngày mùng 3 lại thi, còn lại thi rối tung hết tất cả này. Chúa. Bài hát thành phần, từ nãy thành phần mà nó đi liên xiên đâu vậy? Bài hát thành phần. Thế thì chúng ta nhớ là thành phần là cái yếu tố thành phần nó làm nên thánh lễ. Do vậy khi hát bài hát thành phần phải tôn trọng bản văn trong thánh lễ. Đọc làm sao phải hát làm vậy. Đấy, gọi là thành phần mà. Vì là bài hát thành phần nên khi hát những bài thành phần, chúng ta phải tôn trọng bản văn trong thánh lễ. Bởi vì nếu chúng ta không hát, chúng ta đọc như vậy, thì bây giờ chúng ta hát, chúng ta cũng phải hát như thế. Tại sao ta phải tôn trọng bản văn trong thánh lễ? Vì nó là thành phần, nó chính là cách giáo hội biểu lộ đức tin khi giáo hội đọc như vậy. Thành phần là đức tin của giáo hội. Là đức tin của giáo hội. Nếu không là đức tin của giáo hội thì giáo hội cần đọc như vậy làm gì? Giáo hội đọc như vậy là giáo hội biểu lộ đức tin. Vậy chứ chúng ta hát là gì? Chứ là chúng ta biểu lộ đức tin của giáo hội. Và từng câu từng chữ thành phần đó chính là đức tin của giáo hội. Nói như vậy. Do vậy nếu ta hát bài hát thành phần mà ta hát không phải là cái bản văn như trong thánh lễ đọc, mà chúng ta ăn bớt ăn xén, thì có là nó đúc đến đức tin. Đúc đến đức tin, chứ không có phải là vấn đề bài hát nữa rồi. Do vậy xin các bạn ngẩng cổ nghe thầy nói này. Một số bài hát này bị cấm, nhưng mà nhiều nhà thờ vẫn hát. Tức là nó đúc đến đức tin, mà nó ăn gian đức tin. Hai cái bài này là cái bài Kinh Vinh Danh. Cái Kinh Vinh Danh đó, là khi đọc nó luôn đọc về vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa. Đấy, thì khi hát phải hát đúng như vậy. Đây lạy mẹ Chúa tôi, nó đâu hát vậy. Vinh danh Chúa, vinh danh Chúa, vinh danh ngôi cha là Thượng Đế, là Vua người trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Ngài sáng tác và kỳ công, Ngài dựng nên trời mây, vạn vật muôn có cây. Vinh danh Chúa. Đấy, là ăn gian đấy. Cái bài đó là bị cấm đấy, mà chúng ta có thấy các nơi cứ hát tràn lan hết cả, đụng đến đức tin của giáo hội đó. Đấy là bài Kinh Vinh Danh. Còn Kinh Tin Kính cũng đụng đến đức tin. Kinh Tin Kính mà các bạn biết, các bạn ngồi nghe thầy nói, cái Kinh Tin Kính rất là còn ngặt hơn Kinh Vinh Danh nữa. Là bởi vì tại sao? Lịch sử của giáo hội bè rối là do cái Kinh Tin Kính này. Chống lại giáo hội là do cái Kinh Tin Kính này. Thế thì giáo hội cho chúng ta đọc Kinh Tin Kính là để khẳng định đức tin của chúng ta như vậy đó. Thì đức tin nó là gì? Có hai cái Kinh Tin Kính hiện nay được phép đọc trong nhà thờ, hoặc đọc kinh này hoặc đọc Kinh Tin kia, là gọi là Kinh Tin Kính các Thánh Tông Đồ và kinh Tin Kính Công Đồng Nicê Constantinople. Thì kinh Kinh Thánh Thánh Tông Đồ thì nó ngắn thôi, thì đó là kinh này này: tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất, tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng con. Đấy, kinh kinh đó chúng ta hay đọc kinh mà để chúng ta lãnh ơn toàn xá, chúng ta hay đọc kinh Tin Kính, nó kinh Tin ngắn. Còn cái kinh Tin Kính dài ở trong thánh lễ hay đọc lắm. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa. Đấy là kinh Tin Kính, là kinh Tin dài. Thì trong thánh lễ chỉ có thể đọc một trong hai kinh đó mà thôi, mà hát cũng chỉ hát một trong hai kinh đó. Lạy Chúa, tôi có nhiều nhà thờ hát, đâu có hát đó, hát cái này: tôi tin kính một Thiên Chúa ba ngôi, ngôi Cha nhân từ dựng nên trời đất muôn loài, và ngôi hai là con một Chúa Cha nhờ Thánh Linh bởi lòng đồng trinh Maria. Đấy, đấy, ăn gian cái kinh đó là ăn gian nhiều lắm, là không được. Mà cứ hát như vậy thôi. Thôi bây giờ nghe thầy nói này, các bạn biết rồi đấy, đây là hai bài hát thành phần là đúc đến đức tin của giáo, là phải tôn trọng mà phải hát cái bài tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thật. Đấy, cái bài đó đầy đủ đó. Hay là kinh vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm, chúng con ca ngợi Chúa. Đấy mới được. Chứ còn vinh danh Chúa, vinh danh người con. Đây là ăn gian đấy. Đó. Do đó xin các bạn để ý. Thôi bây giờ các bạn biết là có nhiều nơi nó đang bị như vậy, thì xin các bạn nghe này, biết rồi, chạch rồi đó. Nếu mà chúng ta mà có trách nhiệm, mà chúng ta có khả năng thì chúng ta điều chỉnh lại. Còn nếu mà chúng ta không có khả năng, chúng ta đừng có võ mồm nhá. Lại chúng tôi cụt mồm đấy nhá. Đừng có võ mồm về nhà. Đấy, sai rồi, cha thủ bảo sai rồi. Thì thầy không cung cấp đạn cho bắn phá nhá. Thầy lạc đạn. Thôi bây giờ biết chật rồi đó. Thôi bây giờ khi mà thấy người ta làm sai thì đau đớn trong lòng thảm thiết lắm. Đền tội, dâng có sự đau khổ đó, đền tội cho những kẻ mà không biết. Xin Chúa, con đền tội con, và cầu nguyện cho kẻ ăn năn được quay trở về cùng Chúa. Đấy. Chứ lại thấy cái tức mình. Các bạn đi học phụng vụ đây, về các bạn thấy có những điều nọ điều kia nó chạch, các bạn có bực mình không? Có không? Đừng bực mình nhá. Vừa nói có bực mình không mà có. Thế đừng bực mình. Không đi học phụng vụ thì tăng sông không lên. Đi học phụng vụ xong rồi tăng sông lên. Mà còn có vụ này nữa, tăng sông thì còn khá nữa, lại mất sự cầu nguyện nữa. Đi học phục vụ thấy sai rồi, hai chị em đọc kinh thấy sai, tức không đọc kinh nữa. Thế Chúa không được tôn vinh là bởi vì sai. Chị đọc sai thì em không đọc nữa. Thế là giá mà không biết thì đọc to lắm, thì cùng với chị đọc sai, hai chị em cùng sai cả. Thế biết sai rồi, thế là không đọc nữa, thế là im luôn. Và không phải là im không, mà tức lườm, đứng lườm. Đọc kinh thì không đọc mà đứng lườm, tức không đọc kinh nữa. Chúa không được tôn vinh. Chúa tôi ơi, con người ta nó yếu đuối. Thế đừng tức nhá. Nếu mà không có bằng lòng, không đọc thì im. Lạy Chúa, con dâng sự đau khổ, con đau khổ lắm, con đền tội con, và chỉ cho được ăn năn trở lại. Đấy, con chỉ cho người này được ăn năn trở lại, để có ngày được biến đổi nhá. Vậy như vậy thì được ơn lành trước mặt Chúa. Đó là bài hát thành phần. Bây giờ một bài loại thứ hai là bài ca đi kèm. Bài ca thứ nhất là bài ca thành phần. Bây giờ bài ca đi kèm. Các bạn hiểu thành phần chưa? Rồi, cho chắc rồi nghe không? Bây giờ đến loại thứ hai, phân loại mà, có hai loại: bài ca thành phần. Bây giờ bài thứ hai là bài ca đi kèm. Bài ca đi kèm, tên là bài ca đi kèm. Thế thì nó đi kèm là kèm cái gì chứ? Phải có cái kèm chứ. Đầy. Trong phụng vụ bài ca đi kèm là kèm với cuộc rước. Kèm với cuộc rước. Các bạn ghi rước. Rỡ rưa rơ cờ rước sắc rước. Rờ ư rư ơ rơ cờ rước sắc rước. Hay là bài ca đi kèm với cuộc kiệu. Kiệu. Rước hay kiệu. Ư ơ cờ ước. Rỡ ước rước sắc rước. Cái đài ấy, Việt Nam mà thằng Tây nó cũng chịu. Việt Nam mà lúc thì A, B, C, lúc thì A, bờ, cờ, không biết đường nào lúc nào bờ lúc mà cờ đó. Trên truyền hình đài VTV lúc nào đại bài đài vờ tờ vờ, gọi là VTV chứ vờ tờ vờ. Chứ tôi lộn xộn quá. Ngày xưa thì cứ V A B C D, bây giờ cũng E B E B B B. Thế nhưng mà có khi bờ cứ cờ, có khi là giờ chả hiểu đó. Tôi cũng chẳng biết lúc nào giờ, lúc nào bờ, lúc nào cờ đó. Ở đây có cô giáo nào không? Lúc nào dê, lúc nào cờ, lúc nào giờ, dê lúc nào giờ tôi chẳng biết đâu. Chả biết, đây chuốt, lúc dê lúc giờ. Chuốt, tiếng Việt Nam, đáng rối quá. Lúc dê lúc giờ. Chúa tôi lộn xộn quá. Hồi xưa tôi đánh vần, tôi học đánh vần tôi còn nhớ. Thí dụ chẳng hạn tên tôi thì đặt đánh vần là TH ô thu hỏi thủ, TH ô thu hỏi thủ. Bây giờ u thở thu hỏi thủ. Ví dụ đang rối quá, trẻ nó tâm trẻ nó học đánh vần. Giêsu cái đầu của nó phải mổ chữ ra làm đôi làm ba. Lại Chúa tôi nó chắc là tăng sông luôn đấy trẻ. Chẳng hạn chứ Cường. Ngày xưa tôi học C ư cưa cơn chứ cương huyền cường, C ư cưa cơn cương cường. Ngày xưa tôi bé tôi học như vậy đấy. Còn giờ ư ơ ngờ cương, ở cương huyền, ư ơ ngờ cương huyền cường. Lại Chúa tôi, mày phân tích không mà cắt chữ lại như vậy, mày cũng điên luôn đấy nghe con. Có phải vậy không? Ư ơ ngờ ương, cờ cương huyền cường. Chứ sao vậy cờ buồn cười. Ư ơ ngờ ương. Tại sao ư ơ nhê ương ra rồi. C ư cưa cơn cương cường. Cứ lúc cờ lúc ngờ lúc mới chẳng biết ra. Lộn xộn quá thì chẳng hiểu là sao. Tàu hỏa nhập ma luôn. Trẻ giờ nó chẳng biết đường nào một lần nữa. Ở đây có cô giáo nào dạy học các cháu đánh vần không? Không có. Có cũng không dám nói. Có không dám nói. Đấy, chút đi. Đấy, hai cô giáo đang cãi nhau kìa. Chị đếm đấy. Chúa tôi chịu, tôi chả hiểu ra sao. Chúa tôi nói thật đó, ba cái tiếng Việt Nam này. Ở đây các bạn không biết tôi đi du học đó, thằng Tây nó nói tôi không có biết được. Có cái ông ở ngoài á, ông vượt biên từ 1975 á. Ông ở ngoài Bắc á, ông Bùi Chu. Ông không có nói được cái chữ lời, cứ làm kìa. Thế mà ông nói tiếng Tây thì Tây, tiếng Pháp thì nó phải L cao hết. Lơ, la, lê, lơ nọ lơ kia, la nọ la kia, lơ la lê, nó cong lưỡi hết đấy cả. Mà ông cứ không có lơ được, cứ na. Thế lần đó, ông cái hồ nước là tiếng Tây nó lắc. Thì mà là giống được lơ lắc. Ông mà nó nắc. Thì mình cũng chẳng hiểu, mình chưa hiểu là cái gì. Nơ nắc. Thằng Tây nó mới rồi cười nó bảo, mày có biết nó nói gì không? Nó nói cái hồ đó, mà nó nói là nơ nắc. Mà ông ở từ 1975 cho đến khi tôi sang vào đó mới năm 2000 đó. Mười mấy năm mà sao không nói được một tiếng Tây nào, cứ nơ nắc như vậy. Em làm cái gì, suốt đấy chút. Tội nghiệp quá sức. Ông mà con khổ quá trai. Con ở đây con như con điếc ấy. Mà con giờ con nói nó chẳng hiểu. Mà nói con chẳng hiểu. Còn ra Hà Nội, mấy ông cha cũng uống rượu không? Rượu thì không uống rượu. Cha cũng uống rượu. Chữ R lên rượu. Thế là cái ông cha ông giảng cứ R thành ra giờ hết. Uống rượu, rượu thì rượu. Anh chị em có biết không, Thiên Chúa yêu chúng ta, rồi Ngài gửi con của Ngài đến, rồi con của Ngài ban cho chúng ta bí tích thánh thể, rồi bí tích thánh thể lại là sự sống của chúng ta. Rồi khi chúng ta có Chúa ở trong lòng, rồi chúng ta lại ra đi đem tin mừng cho mọi khác. Rồi khi đã gặp được anh chị em, chúng ta sẽ trở thành những tin mừng của người tin mừng. Rồi chúng ta sẽ về với Chúa, và chúng ta rồi sẽ nhập đoàn với các thánh nhân. Thế nào? Tôi ngồi bên cạnh mà cái ông người miền Nam á, ông cũng nghịch lắm cơ. Ông người miền Nam, ông cũng ra dạy học tôi, ông bảo lạy Chúa, tôi hôm nay mình ăn một đĩa rồi. Chúa, ông vừa kết bài giảng xong, bố này bố ngồi cạnh tôi bảo Chúa, tôi hôm nay đi lễ ăn một đĩa rồi liên miên. Xuống cái bố kìa, mà bố nói một cái tạo một tự nhiên ngon lành. Bố không với buồn, tại bố nghe ở ngoài đó không anh nghe, anh người ta ngoài quen nên anh cái quen rồi quen. Bố miền Nam ra, bố tăng 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 tăng, bố miền Nam Cải Lương đấy, tăng 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 tăng. Bố ngồi bố nghe, bữa kia xong bảo xuống này mình ăn một đĩa rồi no. Tôi chịu, Chúa. Mỗi một nơi nó các kiểu vậy. Còn Đức Cha Nhật á, ở Phát Diệm á, thì bên này á, thì là R thì giờ hết, giờ rồi hết. Còn bên kia cái chữ giờ thành R. Phát Diệm thì phát riệm. Bên này ông này giờ, bên này R thì ra giờ, còn ông kia R thì ra giờ. Rắc rối vậy. Phát Diệm thì nó phát diệm thì không phải phát riệm. Thế là lại Chúa, tôi cũng không chịu đâu. Mỗi lần tôi đi làm lễ Đức Cha Nhật, ông là phát diệm chú hiệu không? Nhân rành cha hoài con. Ông rành đấy chú, thụi tôi cái vậy, thụi ấy bảo chú rành con. Rành con nhân rành cha hoài con. Thụi tôi ranh con mày đi, ông ranh con. Chúa, tôi ở hai cái vùng ngược nhau. Vùng thì rồi một đĩa rồi to, rồi vùng thì ranh con. Nhân ranh cha và cứ giờ là nó rở hết tất cả, Thôi đi về nhau. Đi về. Lần tới tiếp, lần tới ôn bài mẹ, không bây giờ mệt. Lần tới nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, amen. Sang danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và như đã có Chúa vô cùng. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh.